hỡi lính mời các bạn đón nghe trích đoạn hồi ký viết về chiến trường ca những kỷ niệm không thể quên đó là những tháng ngày ác liệt và dữ dội nhất một phần thanh xuân của những người lính đã gắn chặt với nơi này thường thì cán bộ đại đội khi chọn liên lạc bao giờ cũng chọn những thằng nhanh nhẹn tháo vát nhỏ người trong số quân mới bổ sung ngoài nhiệm vụ liên lạc với các trung đội nó còn là cả một cái kho di động chuyên ém những nhu yếu phẩm cần thiết chẳng hạn có giai thoại là khi bắt đầu buổi họp quân chính đại đội khi đại trưởng hoặc chính trị viên muốn khao các bê thì hỏi thằng liên lạc này thằng em thuốc dê còn hay hết rồi thế là liên lạc nhanh nhỏ ngay còn anh ạ rồi mang ra tất cả phì phèo còn nếu hỏi ngược lại rằng hết hay còn thì câu trả lời bao giờ cũng là dạ hết rồi tất nhiên trong bồng bao giờ cũng phải còn một bình nữa dành cho những lúc anh em nhà nó lên cơn vật tôi cũng tập tuệ hút thuốc từ dạo ấy hồi đầu vào mỗi tháng được hai gói thuốc mai đà lạt lao động hay vàm cỏ tôi đều cho đi hết sau này đến cả thuốc dê tây ninh đắng ngắt hồi xì cũng chẳng từ nếu thuốc dê sâu kèn quận bằng báo quân đội nhân dân hoặc bằng lá cò kè, còn một tí tóp cũng dắt lên vách, phòng khi cơ nhỡ mang ra xài tạm. Mỗi lần có nhu yếu phẩm ở nước sang là cả một ngày hội đúng nghĩa, trà bờ lao, lính gọi là trà bố láo. Thuốc lá bao các loại, đường và sữa, đục mấy hộp sữa ra, láng chảo một ít mỡ, tiếp thêm vào một chút đường, bắc lên bếp ngoái ngoái cho đều, cho đến khi đặc quánh lại, đổ ra vung son quân dụng, cán phẳng ra rồi dùng dao cắt thành những miếng vuông đều nhau. Thế là xong món kẹo. Cà inox của Mỹ cho trà vào, số lượng không hạn chế, sau đó úp ngược cái bình tông nhựa vừa khít đầy nước sôi lên trên. Thế là xong món trà quắt lưỡi. Quanh cái bàn dã chiến với những món thời chân đó, những câu chuyện của lính bất tận liền tù tì. Trà trong bát hết lại nhấc bình tông lên một chút, nước lại chảy xuống ca. Chuyện chán thì quay ra bối bác nhau hoặc bôi bác tỉnh nọ tỉnh kia. Những câu chuyện vui về các miền quê trên khắp đất nước được lưu truyền từ đời lính nọ sang đời lính kia, mà chắc bây giờ vẫn còn lưu truyền trong quần ngũ. Lính Hải Hưng chê lính Thanh Hóa là ăn rau má phá đường tàu, khu 4 đuổi ra, khu 3 đuổi vào, đuổi sang nước Lào, Lào không thèm nhận, biết thần biết phận, lập quốc gia riêng, thủ đô thiêng liêng là vùng nông cống, bài ca truyền thống Dô tá dô tà Lính tỉnh thanh đốp lại dân hải hưng Là loại đội nón cho chó Nước lụt tháng 3 Ngồi trên nóc nhà hát bài ca hy vọng Chuyện này bắt đầu Là vì hồi nước lụt năm 1971 Có gia đình ở hải hưng Leo lên nóc nhà Khi trực thăng bay qua thả bánh mì cứu trợ Thì ông bố nhanh trí Rằng nón đội cho con chó Để lấy thêm một suất nữa những chuyện vô thưởng, vô phạt như thế mà đôi khi máu đồng bào nổi lên là quay ra táng nhau ngay. Tỉnh nào cũng có thành tích, nhưng khốn khổ nhất là Nghệ An và Thái Bình. Ghét nhau tức nhau lúc ấy thôi, nhưng khi lâm trận mới thấy liền như ruột thịt. Tôi được điều xuống đại đội 3 trực máy vì một lý do rất vớ vẩn. Thằng liên lạc mới, không nhớ tên, của anh Đạt Đại trưởng nhặt được ở đâu đó quả đạn cối 81, lép, mang về định kẹp thêm điệu đạn đánh cá anh Đạt đang nằm võng trông thấy, hét nó màng vứt ngay. Thằng ngu đấy giật mình, ném đi luôn thật. Thế là uỳnh, đạn thì nặng, tầm ném gần. Đại trưởng và thông tin bị thương, liên lạc hy sinh. Đang thiếu người, anh Thượng, anh Sơn tiểu đoàn tức lộn tiết, nhưng đành động viên anh Thoan xuống nhận nhiệm vụ đại đội phó. Tôi từ đại đội 1 sang đi với đại đội 3. Nói thêm một chút về anh Thoan, anh người Thanh Hóa, lính 74, đang mang hàm chuẩn úy. Sau những trận đánh ác liệt ở cầu Brasut, anh ấy không nhận nhiệm vụ nữa. Tiểu đoàn rút lên kỷ luật đảng, nhưng vẫn để đi kèm với tiểu đoàn bộ. Lính trắng nói kháy gọi là tham mưu tụt tạt hay là thành phần độc báo. Anh ấy cũng mặc kệ. Lần này không nhận nhiệm vụ, không được nên đành xuống đại đội 3. Một lần trong đêm, tôi gọi về. Tiểu đoàn kiểm tra đường dây như thường lệ, thấy tay quay máy nhẹ và không có tín hiệu, biết ngay là dây đã đứt. Tôi gọi thằng Phụng Hai Oát, người Huế, hy sinh năm 1982, lên máy rồi trở dậy, khoác súng đi nối dây, lại còn cẩn thận mang thêm cả bao xe. Xin anh Thoan thằng liên lạc đi cùng, nhưng anh ấy không cho. Tôi bảo thằng Phụng gọi về tiểu đoàn, thông báo các chốt gác để khỏi bắn nhầm rồi lên đường. Chỉ huy sở tiểu đoàn cách đại đội 3 khoảng 1,5 km. Đêm tối như mực, Tay tôi cứ lần theo dây mà đi thật chậm để tìm chỗ đứt. Thỉnh thoảng lại co kéo dây thật nhẹ để kiểm tra. Nếu thấy dây điện thoại co về dễ dàng thì hãy cẩn thận vì đã đến gần chỗ phải nối. Ai biết được dây đứt vì lý do gì? Bọn miền thường chơi trò cắt dây điện thoại rồi nằm phục tại vị trí cắt hoặc cài mìn. Điều này anh Hoạch, anh Tuấn Còi đã dạy chúng tôi từ hồi còn nằm chốt ở biên giới. Lần mò dần nhưng không thấy dây đứt ở chỗ nào, đã nhìn thấy nóc chùa tiểu đoàn mờ mờ trên nền trời sao. "Vọng Gác thông tin đây rồi." Tôi cúi người thật thấp rồi dặn hắn, "Thông tin đây, đừng bắn." Anh hoạch ra đón, "Tôi thông báo tình hình." Anh hoạch nhận định có thể dây đứt ngầm, rồi dục tôi về làm cọc âm. Khi ta nối một dây vào cọc âm thì máy điện thoại vẫn có thể liên lạc được, tất nhiên chất lượng liên lạc có kém hơn. Về đến đại đội, tôi lôi que thông nòng AK ra lấy sẻng đóng xuống đất làm cọc âm. Nhưng vẫn không liên lạc được vì đất mùa khô độ dẫn truyền điện tích rất kém. Thế là tôi mang ngay ra cây dừa đóng thẳng vào thân cây. Tiếng chàn chát vang lên ở trong đêm làm anh toàn cáu. Thôi ngay đi, địch nó bắn vào bây giờ. Tôi cũng phát khủng lên. Phần vì mệt, phần vì tức chuyện không cho người đi cùng lúc nãy đây là nhiệm vụ của tôi Tôi không thể không nhận À thằng cà chớn Anh ấy chạm nọc văng vung xí mệt Đòi đuổi tôi về tiểu đoàn ngay Đến lúc này thì tôi cũng cóc cần Liên lạc đã thông Tôi quay máy thẳng về báo cáo với trung đội Sau vụ đó vài hôm Thấy căng thẳng Anh Nhương lúc này đã là trung đội phó Lại chuyển tôi sang đại đội 1 Cuối tháng 2 lại có lệnh hành quân Đơn vị rời bông bang sang khu công năng bằng tàu hải quân. Đến thị xã, tôi nhận được một lúc 14 lá thư, thư của gia đình, thư của các bạn cùng lớp phổ thông. Đây là lần đầu tiên những lá thư đến với tôi. Chúi vào một góc kín, đọc chậm từng lá, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Làm thế nào được? Năm đó tôi mới 19 tuổi đời, không có nhiều thời gian cho những xúc động riêng tư. Tiểu đoàn lên xe theo lộ 27, tiến về Gazomir. Đây là con lộ đất dài khoảng 30 cây số. Phía trong khu vực ga, địch đang bao vây tiểu đoàn 6 và một đại đội của trung đoàn pháo 42-105. Đêm đêm nó đánh vào tận chân pháo, pháo thủ phải đánh nhau như bộ binh, nhiều lần phải hạ nòng xuống bắn thẳng. Thậm chí các đơn vị địch còn dùng pháo hiệu bắt liên lạc với nhau để hiệp đồng. Bọn này thuộc quân khu Tây Nam đang bị ta dồn vào các thung lũng, rừng núi, kẹp giữa công pông Chư Năng và công pông Sư Pêu. Thánh địa cuối cùng nên điên cuồng chống trả. Đường đất đỏ mùa khô, bụi mù mịt, nghẹt hết cả mũi. Xe chạy được nửa đường, có lệnh xuống xe hành quân bộ theo đội hình chiến đấu. Đại đội 2 đi đầu, đại đội 3 sườn bên phải, đại đội 4 tiêu đoàn bộ đi giữa cùng xe tải. Đại đội 1 đi chặn hậu, đại đội 2 bắt đầu chạm địch. Chúng nó không đối đầu, dạt sang bên phải. Cứ thấy tiếng xe nổ máy gì gì ở đâu là bắn đạn nhọn về phía đó nhưng cũng không dám dàn mặt. Mặc kệ, xe cứ chạy. Tiểu đoàn cứ tiến. Phát đạn duy nhất bắn về phía địch là quả M72 của một tham mưu trung đoàn đi cùng đội hình đơn vị. Bố này mang nặng muốn quăng bớt đi cho nó nhẹ. Cách Garomia một cây số. Đến cầu cháy thì gặp trung đội chốt đường của đại đội 11 tiểu đoàn 6. Tôi gặp thằng Hiệp là thằng bạn cùng lớp cùng trường Phan Đình Phùng rồi cùng đi lính. Nó vẫn mặc bộ quân phục màu vàng đất Thời huấn luyện ở Phủ Lý Trên tay là khẩu B41 ống loe Cùng lớp 10E của tôi năm ấy Ra trận có thằng Tuấn Anh Thằng Bình Cáo và thằng Thọ Mỗi lá thư của chúng tôi gửi về Đều là thư chung cho ngần ấy gia đình Khỏi phải nói Chúng tôi đã mừng rỡ như thế nào May mà vẫn chưa có đứa nào bị thương hoặc hy sinh Thằng Hiệp kể rằng Trung đội chốt đường của nó Đã nằm đây 4 ngày trời rình rập tiền nhau với địch quanh cái cầu trái này. Bọn nó muốn chiếm và phá hủy cầu để ngăn cơ giới ta nhưng không được. Chuyện ngắn vài câu, tôi lại mải miết bước theo đơn vị. Chiều tối, tiểu đoàn 4 nghỉ luôn ở vị trí đại đội pháo 105. Lính pháo mấy ngày lạnh lưng hở sườn, lò sốt vó chống địch. Bây giờ thấy chúng tôi đến, lại được tiếp thêm đạn pháo thì sướng quá. Còn bao nhiêu trà, thuốc lá mang ra chiều đãi mệt nghỉ. Tăng bình cáo nghe tin tiểu đoàn 4 đến tăng viện, mò sang chỗ tôi chơi. Hai thằng trái ni lông nằm trên mặt bờ ruộng nói chuyện với nhau. Được 10 phút thì địch lại đánh rát vào đại đội 11. Tiếng súng rộ lên, nó trở dậy chạy về đơn vị. Rừng mùa khô đang cháy dữ dội, lửa hắt lên trời thành những vầng sáng hồng rực. Nhìn rõ cả từng cái cắt tút rơi trên đường. Chiến trường ca đối với tôi là một kỷ niệm hào hùng không bao giờ quên. Lúc ấy tôi nhớ là Đại tá Thuận, biệt danh là Thuận Nẹt, là sư đoàn trưởng 309. Tính ông ấy rất nóng nảy, các cán bộ chỉ huy trong sư đoàn mới gọi ông ta như vậy. Năm 1982, hình như một bác là E trưởng E96, về thay thì phải. Đại tá Hồng sau nữa chắc, bác Thuận năm 82 lên phó tư lệnh mặt trận 479, hơn 20 năm rồi, không biết bác còn khỏe không. Hồi ký của bác Hồng tôi có đọc qua, bác ấy viết rất hay và xác thực đầy đủ từng cột mốc trưởng thành của sư đoàn nhất là 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế chắc có lẽ kỷ niệm và đời thường của các anh binh nhì giống nhau nên tôi thấy bài viết của trung sĩ nhất như là từng thước phim quay lại từng cảnh trong một sự đồng cảm sâu sắc những câu châm biếm vùng miền thật hài hước hóm hỉnh nghe trung sĩ nhắc lại mới thân thương quá xá thái bình là đất ăn chơi hải hưng có món tôm bay củ chi thành đồng đất xét long an trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc mượn xuồng hống cho còn nhiều lời đặt ra bồi bác lẫn nhau giữa các tỉnh thành trung nam bắc tôi chỉ còn nhớ từng hồi ức ngắn nhưng còn lộn xộn lắm tôi sẽ cố gắng nhớ lại và xin làm trợ lý cho trùng dĩ anh hùng anh cường luyện quê hà nội các anh bây giờ làm gì ở đâu trên đây là một cảm xúc của một bác trong diễn đàn gửi đến cho tôi. Quay trở lại với câu chuyện. Sáu hôm sau, tiểu đoàn 4 nằm ở sân ga đợi lệnh, Gazomir, cũng như mọi nhà ga nhỏ trên trái đất này với đủ đường ke, nhà chờ và tháp nước. Con đường sắt heo hút chạy giữa rừng dầu thưa, mùa khô lá rụng, không biết về đâu. Nhà ga một tầng lập ngói đỏ, tường lỗ chỗ vết đạn to nhỏ, phía trong nhà cửa tò vò, ghi xe bán vé những vật thể kiến trúc còn lại như nhắc nhở về một thời yên bình từng hiện hữu ở nơi đây. Ngắm nhìn chúng, tôi thấy buồn. Trên sân ga, hàng cây keo cổ thụ tỏa bóng dầm mát. Mỗi khi gió mạnh thổi qua, những quả keo chín loan xoăn quay vòng rụng xuống. Hướng tây Garomia là một trái núi nhỏ thấp, cách ga khoảng 3 số. Trung đoàn 1 đang đánh địch ở đó. Trên núi có một mẫu pháo cao xạ 37, hai nòng, hạ góc tà âm bắn điên cuồng hòng cản bước sư đoàn cứ bùm bốp khục khạc suốt trận địa pháo một linh năm của trung đoàn bốn hai được chúng tôi hộ tống xe tiếp tế hôm qua bắt đầu bắn không tiếc đạn lên núi tại giao lộ đường sắt và đường hai bảy cán bộ quân lực và chính sách trung đoàn một đang vạch võng thương binh tử sĩ để nhận người tiểu đoàn bốn theo đường sắt lên hướng tây bắc một năm km rồi tạt xuống lòng một con suối cạn, chuẩn bị vu hồi. Hai bên bờ suối le mọc dày dịt, thân nọ đan thân kia như một mà hàng rào không thể vượt qua. Toàn cô túm được một con tê tê ngay trong lòng suối, định mang theo làm thịt, nhưng ai cũng bảo vứt đi. Đi đánh nhau ăn thịt chút, ăn rùa và nhất là cơm khê thì rất kiêng, kể cả cán bộ tiểu đoàn. Thằng anh nuôi mà sơ ý để cơm khê là nghe chửi vỡ mặt chuẩn bị cọ nồi mà đi nấu nồi khác. Được thả, con tê tê đang quận mình, từ từ duỗi ra, rồi chậm chạp, Lủi vào một cái hốc. Khẩu 37 của địch bây giờ không thấy bắn nữa. Thông tin trung đoàn báo là E1 đã tịch thu được nó. Thu nốt cả cái xe ô tô kéo pháo. Tiểu đoàn tôi lại được lệnh quay lại nhà ga. Theo đường bò Bắc Lộ 27, tiến giữ sườn cho trung đoàn 1. Đường bò là loại đường dân sinh. Nông dân ở Campuchia thường dùng loại xe gỗ, bánh cao, do đôi bò kéo để vào rừng, lên dãy. Những con đường do bò kéo bao giờ cũng có hai vệt bánh xe ngang dọc khắp rừng. Chiều tà nghỉ giải lao tại một căn nhà tôn có cần anten cao vút, địch bò chạy chưa kịp gỡ. Anh Trung tham mưu tiểu đoàn, bảo đây chính là sở chỉ huy sư đoàn của địch. Tôi gặp thằng Thọ, bạn cùng lớp cũ, trong đội hình tiểu đoàn 6 đang hành quân qua. Khẩu cối 60 cổ cộ ở trên vai, đầu chụp cái mũ nhựa ép dạng mũ sắt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũ. Không biết có kiếm được ở đâu, nó thả khẩu cối bịch xuống đất, xin tôi hấp nước, nói được dăm ba câu chuyện, rồi lại vác cối lên vai, lũi thủi đi theo đội hình. Lại tiếp tục lên đường, đi mãi đến trời sầm tối, đơn vị dừng lại ở một cái vùng cũ, rừng vây xung quanh không còn nhà cửa chỉ có thể nhận biết là nơi từng có người ở qua những cây me cây chùm ruột lẫn trong những hàng rào đổ nát các đại đội lặng lẽ bố trí đội hình lại cấm đốt lửa chúng tôi bẻ cơm vắt được phát hồi trưa chấm với bột gia vị cố mà nuốt đêm trong rừng núi tĩnh lặng và bí hiểm trên những cây dầu lớn trong những hốc người ta đục vào thân cây để lấy dầu ánh lửa chập choạng ma quái đâu đó phía xa xa vài tiếng súng lẻ vang lên rồi tắt ngấm sau tiếng súng không gian như càng im vắng hơn bốn giờ sáng dậy tiếp tục hành quân lần này đơn vị bỏ đường lộ cắt xiên sang tay phải vào rừng tốc độ hành quân chậm do trinh sát phải dò dẫm bám địch đi được một lúc sau khi vượt qua một con suối có một bờ cao dốc đứng đội hình dừng lại đằng trước có tiếng chặt cây chản chát cùng tiếng đào đất thình thịch địch đang chặt cây làm hầm chiến đấu tiểu đoàn báo về trung đoàn đã phát hiện địch rồi triển khai đội hình bí mật tiếp tục bám dần lên đại đội ba vượt sang bên phải sẵn sàng đánh sườn đã gần địch lắm rồi trong khi đặt đạn không biết đứa nào bên cối đại đội bốn để gánh đạn va vào mâm cối đánh cốc một tiếng tiếng chặt cây lập tức im bặt cốc oanh quả mười bảy chín của địch bắn thăm dò trúng một thân cây lóe xanh nổ không ai bắn trả tất cả im lặng tôi nghĩ thầm bọn này ghê gớm đây không gọi hai oát vì sợ lộ tiểu đoàn cho truyền đạt bò lên các đại đội lệnh khi phát hiện địch cho hỏa lực nổ súng đồng loạt áp đảo tổ truyền đạt vừa đến tiểu đoàn thì ung uinh b bốn mươi b bốn mốt thi nhau nổ tức ngực tiếng đạn nhọn ré lên ngay tức thì trời đã mở sáng lính đại đội 1, đại đội 2 cứ thấy chỗ nào có ụ đất mới hoặc cành cây gãy còn tươi, lù xù trên đất là thổi ngay B40, B41 vào đó. Lối tiếp cận quá gần cùng hỏa lực mãnh liệt làm cho bọn nó choáng váng. Sau khoảng 15 phút là tháo chạy ngay, bỏ lại hơn chục thằng toi mạng trên dãy hầm mới đào đêm qua. Có thằng nằm vắt nửa trên nửa dưới ở hầm. Cánh tay và gần nửa người bị hơi nổ tuốt đi cối 82 đại đội 4 mới bắn chi viện hơn chục trái, đã phải tháo súng lên theo bộ binh. Truy kích thêm nửa cây số nữa, đến một cái phum, địch chạy tất cả vào đấy rồi tổ chức chống trả. Cối 60 của địch trong phum hoàn hồn, bắt đầu lên tiếng. Hai khẩu cối 82 của đại đội 4 bắt đầu dã vào phum. Mấy thằng lính cối khôn vặt, tranh nhau tháo đạn để khỏi mang nặng. Hệ cứ nghe tiếng M79 hay tiếng cối ta, cối địch, đê pa Y như rằng tiếng đạn nhọn lại câm bật Nổ oanh Xong một cái lại rồ lên như xé vải Đạn cối địch rơi ngay trúng đội hình tiểu đoàn bộ Thẳng khoát người thanh hóa, lính vận tải Bị một quả cối 60 nện giữa đỉnh đầu Phần sọ biến mất Chỉ còn xương hàm với khúc đứt đầu tủy sống Nám đen thuốc nổ Đại đội 2, đại đội 1 vẫn chưa vượt qua được chàng trống trước vùng. Đúng lúc đó, phía sau đội hình tiếng súng địch toàn toát rộ lên rất gần chúng nó đánh bọc hậu bọn này cơ động nhanh thật anh sơn điều một trung đội của đại đội ba cùng với thông tin trinh sát tiểu đoàn vận động ra phía sau chặn địch lúc trung đội của đại đội ba vận động ở phía sau có tiếng lao sao đại đội ba chạy kia anh ấy vằn mắt nhìn xung quanh tôi tin là nếu phát hiện thằng nào vừa lên tiếng ông ấy bắn vọt óc chúng tôi bắn dữ dội về phía sau Mặc dù không nhìn thấy địch Phía trước bộ đội đã bám được vào Diệp Phung Tiếng súng thưa dần Cối 82 quay nòng Giã về phía sau mấy trái Bọn bọc đít biết tình hình không ổn Nên chuẩn rất nhanh Tiểu đoàn 4 đã làm chủ trận địa Đơn vị dừng lại củng cố Đứng chân sau hai ngày đánh địch Vượt qua quãng đường gần 50 số, Anh nuôi triển khai nấu cho bộ đội Ăn cơm nóng Đang mùa khô Lính ăn 8 lạng một ngày mùa hè là 7 lạng gạo trên một ngày. Thông tin còn trên tiểu đoàn 9 người, vị trí là 2,7 cân. Vừa xoắn cái ruột tượng tôi mang. Khốn nạn hệt mấy thằng lính cối lúc nãy. Tôi nhanh chân đến sau quân dụng của thằng cầm điếc, chút hết gạo vào, nhẹ đi được mấy kg. Thậm chí còn nháy mắt với thằng ban chố đến sau. Trừ các trung đội cảnh giới ở vòng ngoài, lính ta bắt đầu lục lọi kiếm ăn. Tôi lục được một chum đường tốt nốt múc đầy một ca inox rồi vẫy tay gọi bọn nó sau một loáng chỉ còn lại cái chung không của này buổi tối lạnh nấu một nồi chè thì cả trung đội ấm chân răng còn cái gì đây thế nữa à một dãy toàn chum đựng muối đầy ặc muối biển tải lên rừng để kháng chiến lâu dài đây mà mấy thằng xóm lại hè nhau lăn ra dốc hết xuống suối lia thêm một loạt ak mấy cái chùm vỡ toác ra thế là đi giáo cả cặp phạm trù nội dung lẫn hình thức. Xin các nhà đạo đức đừng vội kết án, chiến tranh là thế đấy. Tiểu đoàn tôi hôm nay đã mất đi ba người nữa. Trên một căn nhà khác, tôi tìm được một con dao cắt kính. Con dao nhỏ, chuôi gỗ màu đen, khắc nhiều họa tiết, chốt cong như một cái mái chùa ở xứ này. Có thể nói là một tác phẩm rất đẹp. Tôi dám chắc nghệ nhân chế tác ra nó chỉ để chơi mà thôi chứ không phải là để rạch cắt trên bất kỳ tấm kính thô lỗ nào. Gia tài bé bỏng trong ba lô của tôi thêm một món đồ. Nào, thử kiểm kê xem có những gì nào. Bộ quần áo lính vải kaki gabardine nam định mặc trên người. Thêm một cái quần dài vải chéo đã một vài chỗ. Đôi áo à lót trước kia là màu trắng. Hai cái quần đùi giải rút lính, rộng thùng thình. Chưa rất nhiều tự do cho đối tượng mà nó cần bảo vệ. Một cái võng vải còn khá tốt, lột được của địch. Tấm ni lông dày, phát từ thời huấn luyện ở Phủ Lý. Hai cuốn truyện lấy được ở gần Phán Ích Lương. Hào gầy dần đi theo năm tháng, vì ngoài chức năng phục vụ văn hóa, nó còn phải phục vụ thêm một số nhu cầu bắt buộc khác. Cái địa bàn Mỹ anh phát tôi, lính trinh sát cũ bị thương năm 75, cho trước khi vào bộ đội. Bị thuốc dê và tập thư bọc kỹ túi ni lông quý hơn vàng. Mấy liều cối 60 và sợi dây inox để kéo lửa khi trời mưa ẩm và để bôi dán kẻ. Năm viên đạn vạch đường, tích chữ do sợ bị lạc. Cái bát sắt B52 và đôi đũa. Bây giờ có thêm con dao cắt kính nữa, hết. Thêm máy móc súng đạn, tất cả gọn nhẹ trên người 16 kg. Không kể đôi dép đúc lúc lấy của thằng năm đã hy sinh dưới chân. Như thế thôi nhưng còn khá giả hơn khối thẳng trong đơn vị. Như không bao giờ ngưng nghỉ, như những cuộc hành quân tháng 3, tháng 4, mùa khô năm 79, sư đoàn 7, sư đoàn 341 ở hướng Nam và hướng Tây Nam, sư đoàn 9 chúng tôi theo hướng Đông Bắc, Tiến và Âm Leng, chiến khu của Khơ Đỏ. Có thể hình dung khu vực này giống như một tứ giác lồi, một cạnh là tuyến đường sắt từ Garomia đến Gaposat dài khoảng 100 số với các ga thơ mây, bầm nắc, câm ranh mà lính sư chín không thể nào quên. Một cạnh là rìa phía tây tỉnh Công Pong Sư Pêu. Một cạnh là lộ 56 chạy từ thị xã Pô Sát đi thị trấn Lách đến tận biên giới Thái Lan. Cạnh cuối cùng là một thung lũng rộng lớn nằm kẹp giữa vùng núi tỉnh Cô Công và dãy núi Orang Sơ Thông từ Công Pong Sơ Pêu cho đến Lách nơi hầu như toàn bộ quân khu tây nam của bôn pốt bị ta dồn vào đấy sở dĩ nhớ được những điều này bởi vì tôi là thằng rất khoái bản đồ địa bàn là lính thông tin luôn được đi với chỉ huy sở khi hành quân nên cứ mỗi lần tiểu đoàn trưởng tham mưu hay trinh sát pháo binh xem bản đồ vạch tuyến là tôi cứ sán đến lè lé mắt ké xem tôi dần học mót được khối điều chẳng hạn cách xác định điểm đứng theo các mốc chuẩn tự nhiên của địa hình. Các đường bình độ xít xịt dính nhau như thế kia là chuẩn bị leo dốc học cơm. Cái con suối vẽ rạch đứt quãng như thế này thì chỉ có nước vào mùa mưa. Còn hôm nay, cái bút chì đỏ chỉ huy tiểu đoàn vẽ một mũi dài độ nửa găng tay trên tấm bản đồ bọc ni lông, tỷ lệ 1 phần 15 nghìn, thì yên tâm là đi 15 số sẽ được nghỉ. Mùa mưa đã gần tới, phải đập tan phiên hiệu các đơn vị địch, phá hủy các căn cứ hậu cần của chúng, tạo thế đứng chân trong mùa mưa, là nhiệm vụ phải hoàn thành gấp rút. Chúng tôi đi như bị phát cuồng, hành quân cả ngày, đôi khi còn cả đêm, càng sâu vào trong thung lũng càng gấp, đụng địch ở đâu đánh ở đó. Một đêm trong khoảng trung tuần tháng 3, sau một vài lần chạm súng lẻ tẻ với bọn trinh sát, chúng tôi đã tiến gần tới Am Leng, con đường cắt trắng mờ mờ bụi dưới ánh trăng. Hai bên là rừng thẫm tối. Đến gần sáng thì đại đội 3 chạm địch. Anh Thoan đại đội phó đi cùng trung đội đi đầu, lĩnh đủ một trái M79. Lính tàn ra, nằm xuống, loạn xạ rồi bò lùi. Kéo được anh ấy và thằng liên lạc về. Ngực và bụng lỗ chỗ vết bi, máu giả ướt đẫm cái võng. Anh ấy khò khè được vài tiếng rồi kêu mẹ. Xong tắt thở hy sinh hai, bị thương một. Anh Thoan ơi, hãy yên nghỉ nhé. Quên đi những phút nổi khung giữa hai anh em mình. Quên đi những lời đàm tiếu không hay, những phút yếu lòng. Đơn vị mình mà túm được cái thằng chó bắn M79 ấy sẽ mang nó ra để tế vong linh liệt sĩ. Tiểu đoàn tôi, quân số vãn dần đi. Mỗi đại đội còn hơn ba chục tay súng. Khi sung phong là đã thấy vững lòng. Nhưng trường hợp hy sinh của anh Thoan làm tôi suy nghĩ mãi. Con người ta ai cũng có đôi khi cảm thấy sợ hãi, nhưng lại có lúc lao lên dấn thân, đi đầu như anh Trăng. Bản thân tôi cũng tự thấy mình đã mừng rỡ một cách khốn khiếp khi được chọn vào trung đội thông tin, nhiều cơ hội sống sót hơn. Cả đến bây giờ vẫn thấy là mình đã may mắn mới tệ. Chúa ơi, sao người không tạo ra những cơ hội cho con người được soi trong những cảm xúc yên lành, để được thấy rằng mình tốt đẹp và tử tế chiến tranh quả thực là một tấm gương buồn tôi bỗng nhớ một bức tranh khắc gỗ của một tác giả nước ngoài vẽ người lính việt bố cục là một cái mũ sắt chồm lên gương mặt trầm tư đang cúi xuống ống sáo trúc ngang vai sau lưng vạch qua nòng súng là một đàn cò răng răng hay người lính nga trong bộ phim vượt sông để niếp cả cánh đồng lúa mì đang cháy gã mù dích phùi tan lửa ống quần tuốt một bông xoa xoa trong bàn tay to bè thô kệch cho sạch vỏ rồi hất vào mồm thần phận quá vì trước khi là lính tôi và họ đều là những con người bình thường đêm ấy đơn vị triển khai đội hình tại chỗ chờ trời sáng đó đây trên các hướng thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng súng càng gần sáng càng dữ dội có cả tiếng động cơ ô tô không rõ xe của ta hay của địch. Tảng sáng, mờ mờ địa hình địa vật, cối 82 đại đội 4 bắt đầu bắn. Bắn thì cứ bắn thế thôi, chứ có xác định được vị trí của địch đâu. Các đại đội giữ sườn cho nhau, bộ binh bám đường tiến dần lên. Lên qua chỗ địch phục kích, hồi đêm 200 mét. Cả tiểu đoàn lại chúi xuống, hai bên rìa đường ở phía trước. Hai khẩu đại liên địch bắn, chéo cánh, xẻ rèn rẹt. Lính tráng hồi này cũng hư, cứ gặp hỏa lực địch hơi mạnh một chút là nằm kênh ra. Ý và hỏa lực của tiểu đoàn, dừng dày thế này, DK-82 xếp xó mặc dù đã giá súng. Hai khẩu 12 ly 8, trong phòng ngự thì lợi hại, hoặc ngỏng nong bắn trợ chiến khi xung phong cho nó khách, chứ còn trong trường hợp này cũng vô dụng. Tất cả trông chờ vào hai khẩu cối 82 và mấy khẩu cối tép dưới các đại đội. Đúng lúc đó có tiếng động cơ xe tăng rền rền ở phía sau. Từ đây lòi ra bốn cái T-54 của lữ đoàn 22 phun khói mịt mù. Trưởng xe tháo mũ công tác gào lên hỏi bộ binh tình hình địch rồi lại thụt vào xe. Bốn chiếc tăng vượt qua đội hình càn qua cả những bụi cây nhỏ sọc thẳng vào vị trí địch. Bộ đội bám liền ngay theo sau. Pháo 100 và trọng liên 12 ly 8. Nổ ở trên xe điếc tai rừng rung rinh nghiêng ngả mấy thằng lính chạy gần nhăn cả mặt há hốc mồm tiến được một lúc nữa mấy chiếc tăng tự nhiên dừng lại thằng xạ thủ mười hai ly tám trên tháp pháo quay xuống hỏi các anh đơn vị nào khi biết chúng tôi là trung đoàn hai bọn tăng ời ới gọi nhau trở lui ngay lập tức thì ra bọn này có lệnh đi phối thuộc với trung đoàn một lại nhầm đường sang hướng đơn vị tôi đường bò ngang dọc ở trong rừng chưa biết tiến hướng nào thì nghe chúng tôi nổ súng dồn dập nên đổ xô đến ồ cảm ơn các chiến hữu về sự hiệp đồng bất ngờ này bọn lính chúng tôi quen gọi những trận chiến đi qua theo đặc điểm riêng của nó chẳng hạn trận rừng tràm trận câu cháy và lần này là trận xe tăng nhầm đường một đám dân bạn rách dưới cùng mấy chiếc xe bò đi ngược về hướng đơn vị tiếng mõ bò lốc cốc mấy người đi đầu khua khăn cả ma rối rít rồi kín đáo chỉ về phía sau. Chúng tôi dạt sang hai bên đường cảnh giác, y như rằng bọn địch bám theo dân, thấy động lùi sang hai bên rừng. Bắn mấy loạt rèn rét rồi biến mất, một cái chàng nhỏ xuất hiện bên tay trái, ngô mọc mới đến ngang tắt lưng, tạo một khoảng xanh giữa vùng rừng cháy. Thấp thoáng trên triển bình độ thấp trong họng núi, cách chúng tôi chừng 300 mét, là mấy cái mái tôn xám nhạt. Hết bánh xe tải ngang dọc trên bãi đây là cứ của địch Rồi tiểu đoàn ra nàng ngang tiến đến Bộ binh đi đầu bắn như vãi đạn Trung đội đi đầu đã lọt hẳn Vào trong khu vực Mà không hề có tiếng bắn trả Địch đã bỏ chạy Vào đến nơi mới thấy đây là một căn cứ hậu cần quá rộng Một chiếc xe hoàng hà Vẫn còn đang nổ máy Đường đi lối lại phong quang Thậm chí trong bếp lò nấu cơm than vẫn còn hồng Trong các nhà tôn Chất đến gần mái Toàn là vũ khí các loại có đến hàng vạn khẩu súng. Thôi thì đổ Mỹ đủ loại, AR-15, M-16, M-72, M-79, Đại Liên 30 hai càng, đổ Trung Quốc cũng oách, AK, CKC, K-63, rồi lựu đạn chày, nụ xòe, kíp nổ, thuộc nổ các loại. Chỉ huy tiểu đoàn báo ngay về trung đoàn, rồi bố trí đội hình các đại đội, bảo vệ kho súng thu được. Hai hôm sau, xe vận tải sư đoàn đến bốc rỡ ngay. Lính tiểu đoàn 4 chốt ở đó Cứ tùy tiện mà trang bị thêm Tôi cũng lấy một khẩu M16 Bắn bậy chán Rồi cũng quăng lên xe Vì ngại mang nặng Trong một căn nhà tôn vách gỗ Mà đại đội 1 dùng làm sở chỉ huy Có cả một chiếc máy phát điện cỡ lớn Chiếm gần hết diện tích Cái máy này mới cứng To gần bằng cả gian nhà Được địch bảo quản rất cẩn thận Về sau khi rút đi Không có cầu mang đi nên trung đoàn cho lệnh đặt mìn để phá hủy của một đống tiền thật tiếc mười ngày bảo vệ kho súng là mười ngày xả hơi của đơn vị vừa được thành tích vừa được nghỉ ngơi trong khi các đơn vị khác đi càn dã cẳng quanh khu vực đứng chân rừng râu ra đất đang mùa chín từng chùm lúc liều màu hồng sậm tôi khoái cái vị chua ngọt thanh thanh của nó nhưng anh ki bảo tọng vừa thôi không thì sốt rét ốm đòn bây giờ Cha này người Thái Trắng Quê ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa Anh ấy hơn tôi một năm lính Nhưng cái gì cũng biết Vận tả sư đoàn chuyển xong kho vũ khí Chúng tôi lại tiếp tục lên đường Thời tiết càng về cuối mùa khô Càng khốc liệt Rừng dầu, rừng khộp rụng lá Nắng chói trang Trên rừng bốc hơi nóng Rung rung dưới ánh nắng Thảm mục và cỏ chanh dưới chân rừng đã cháy hết Liếm cháy cả bên ngoài lớp vỏ của những thân cây Chúng tôi hành quân quệt ngang quệt dọc một lúc là mặt mũi quần áo thằng nào thằng nấy lem nha lem nhem đen xì trồng như hề nhưng đáng sợ nhất là thiếu nước mang nặng quá những thứ khác có thể quăng đi chứ bị đồng nước thì dứt khoát là không đi dạc dài nửa ngày không có nước mà gặp một lòng suối cạn lớp cát đáy còn hơi ẩm là cả một niềm hạnh phúc bất ngờ dùng xẻng bộ binh khoét xuống lòng suối khoảng một mét ngồi chờ nước dỉ ứa ra lờ lờ đục đục chúng tôi giải khát luôn bằng thứ nước ấy tích chữ trong bì đồng cũng bằng thứ nước đó ấy thế mà không đứa nào bị tháo dạ mới lạ một lần cũng trong tình huống khát nước như vậy chúng tôi tìm thấy một hồ nước trong vắt giữa lòng suối cạn trên bờ rạng le ngả bóng xanh um quả là may mắn chúng nó uống và lấy nước chán chê vũng nước đã gần cạn đến lượt mình tôi vục mũ đưa lên miệng làm một hơi sảng khoái cho đã đời nước mát lạnh và ngọt đến không ngờ khi vục bi đông để lấy nước dự trữ tôi bỗng thấy cái gì trắng trắng ở dưới đáy định thần nhìn kỹ lại thì cha mẹ ơi cái đầu lâu người trắng nhờ đang nhìn tôi bằng hai hốc mắt vô hồn mọc đầy rêu xanh hàm răng nhe ra như nhạo báng tôi giật mình bật ngửa hẹp toáng lên mấy thằng chạy ảo xuống ngó vào vũng nước lòm lòm rồi cũng thấy sởn da gà hai hốc mắt sầu hoắm của cái sọ người đang ngấp hái, bỗng dựng lên một hàng mi dài thượt như nổi giận một thằng can đảm nhất bè vội cành le chọc xuống hẩy cái sọ lăn đi từ trong hốc xương mắt mấy con cá nhỏ bị quấy dày vọt ra kình quá hóa ra mấy con cá quậy làm rêu trong hố mắt tóe ra ấy thế mà chẳng ai đổ bi đông nước của mình đi đằng nào thì cũng đã vào bụng rồi Dùng cái thứ nước này còn hơn là uống nước tiểu của mình Nói thế bởi vì chúng tôi cũng đã có lần phải đái ra mà uống Nắng như thiêu đốt, hành quân mệt nhọc, mồ hôi dịn ra giọt nào khô ngay giọt ấy Thấm vào quần áo cứng như mò nang, mồi đã nứt nẻ hết cả Trên bản đồ còn tới 5 số nữa mới đến nguồn nước Thế là tè vào bi đông mà uống để có đủ sức mà lết đi mà nước tiểu có nhiều nhặn gì cho cam Cố mà dặn May chỉ được mấy nắp bi đông Đỏ quạch, mặn và nồng không chịu được Lại một lần khác Đơn vị cũng gần như là đi vì khát nước Thì đại đội 3 phát hiện một con trâu Trời cứu ta rồi Hai lọt AK vang lên Con trâu ngã cành ra Anh em lao vào xẻ thịt Thái những miếng thịt to như bao diêm Rồi quăng vào nồi quân dụng Lửa được nhóm ngay lập tức nồi thịt trâu đã sình xịch nước ưu tiên ngay cho những ai yếu nhất phần còn lại chia cho mỗi người một ngụ thịt chín thì dục ngay ra rừng để đưa lượt thịt mới vào đun tiếp để lấy nước uống yên bụng tạm tạm lại khoác súng lên đường thiên lý càng đi tới gần suối hay gần nguồn nước càng phải cảnh giác địch hoặc thú dữ cũng hay dựa vào đấy để tồn tại qua mùa khô giữa vùng rừng khô khát vàng cháy bỗng xuất hiện một vệt xanh sẫm của dạng le thì đích thị đấy là suối hoặc suối cạn rồi triển khai đội hình cẩn thận thậm chí bắn thăm dò cử tổ cảnh giới song xuôi mới có thể yên tâm mà giải khát thời gian này địch đã bắt đầu tan rã hoặc phân tán nhỏ lực lượng để đáp ứng tình hình mới tại vì tổ chức những trận đánh hiệp đồng quy mô lớn trung đoàn tôi cũng phân tán từng tiểu đoàn độc lập đi truy quét địch mùa mưa chuẩn bị bắt đầu tiếng sấm đâu đó đã ì ầm thoảng qua phía chân trời rừng dầu đang thay lá từ những thân cây cành cây vỏ cháy đen trong những trận cháy rừng vào mùa khô những búp non xanh mợn đã xòe tay đón nước tiểu đoàn bốn thiếu đại đội ba sau khi càn qua phum chuối lính gọi như thế vì phum này mọc rất nhiều chuối sát ở phía đông chân núi orang survive thì rút ra cách đó sáu km để lại đại đội một có tăng cường một khẩu 12 ly 128 của đại đội 4 chốt lại. Tại vị trí đứng chân của đại đội 1 có một con suối chảy theo hướng bắc nam, ở giữa có một cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua, rừng bám vào tận rìa phum, gần như không còn tổ chức lại được lực lượng. Địch thấy ta là chạy luôn. Trận nào hiệu suất lắm cũng chỉ diệt được ba bốn tên là may, nên bắt đầu có tư tưởng chủ quan khinh địch. Có thể vì thế mà anh Khanh khi bố trí đội hình đại đội 1 đã đưa chỉ huy sở đại đội lên đầu nguồn nước tại tiền tiêu luôn lại còn dẫn với các trung đội là lần này cho chúng mày ăn liên kề là khẩu đội cối 60 kế đến khẩu 12 ly 8 chặn ngang cái cầu gỗ bên kia suối là trung đội 2 và trung đội 3 trung đội 1 nằm ở cuối nguồn cách quan sát sở 120 mét các đồng đội của tôi các bạn có còn nhớ cái thú tắm suối vào mùa khô không nước mát lạnh trong vắt cuốn đi bao nhiêu mệt nhọc bụi đường nước mắt nâng ta lên bồng bềnh ve vuốt những con cá nhỏ rỉa vào chân vào lưng buồn buồn nhổn nhột, nhột bên ngoài đã sạch rồi làm sạch nốt trong lòng bằng cái việc không được thơ cho lắm là ị bậy tôi thì tôi cho rằng ngồi cái bồn cầu bằng vàng ròng của sát đam ở bát đa đã chắc gì thú bằng cái việc ấy trong lòng suối mát đang xuôi chảy Sáng chủ nhật ngày 15 tháng 4 năm 1979, trời xanh trong nắng đẹp như mọi chủ nhật khác. Chương trình văn nghệ chủ nhật dành cho chiến sĩ từ 7 giờ 30 đến 8 giờ sáng đang phát đi đoạn nhạc hiệu quen thuộc. Thằng căn liên lạc với tay vặn to cái radio bán dẫn rồi ôm quần áo ra suối tắm. Dưới suối rất đông lính các bê đang bỉ bõm giặt quần, bỗng nghệt mặt ra nhìn. Mái nhà phách nhà bằng danh của sở chỉ huy đại đội bỗng bay tung lên trời. Liền luôn đó mới là tiếng B40, mà tiếng đề pa đầu nòng, chập, làm một với điểm nổ, tiếp một quả B40 tức ngực nữa, giật tung lều cối. May mà không có đứa nào ở bên trong. Đạn trung liên, đạn AK cây tung hai bên bờ suối. Có địch rồi, nó đã làm chủ vị trí chỉ huy sở và trung đội 3. Anh Tảo người Hà Bắc, trung đội trưởng 12 ly 8, đang tắm cư trần chuồng nổng nỗng nhảy lên khẩu 12 ly 8 cạnh cầu hất tung tấm tôn che súng bắn cản địch lính ta quần đùi áo may ô trong tay không vũ khí chạy trắng lòng suối về hướng nam hướng trung đội 1 hỏa lực đạn nhọn của địch tập trung vào diệt khẩu 12 ly 8 chịu không nổi xung quanh cũng chẳng còn ai bố tào bắn thêm mấy loạt ngắn nữa rồi cũng bỏ súng chạy nốt tháng Tư trung đội 3 lỡ ngỡ tưởng con chỉ huy sở Lại thấy 12 ly 8 giòn giã liền chạy về qua cầu Bị đạn nhọt rớt bịch xuống suối chết ngay Anh Lượng người Hải Hưng biệt danh là Lượng Khỉ Mới nhận chức đại đội phó ngày hôm trước Chỉ kịp vơ khẩu AR-15 Không biết của ai và một băng đạn Kéo thằng Căn nhảy đại xuống một cái hầm ở sát bờ Cứ thấy bóng áo đen là điểm xạ Dưới lòng suối hai cái đầu đen thò lên cách hầm có 7 mét, cò lại xiết nhưng hộp đạn dẫu không. Anh ấy nhanh trí dương súng quát to. Lớt đay lên, tức là giơ tay lên. Hai thằng địch hụp đầu xuống, hai thầy trò kéo tay nhau vọt lên miệng hầm chạy gấp. Khẩu 12 ly 8 địch đã chiếm được, quay nòng bắn theo mục tiêu vừa phát hiện. Đạn cầy tung ở dưới chân, xuyên qua những dãy thùng phi, làm dầu bốc cháy ngột ngột. Thật là còn may, khói dầu đã cản tầm quan sát của địch. Trên trận địa chỉ con khẩu đại liên của thằng Lễ là còn lên tiếng. Thằng khác thêm một thùng đạn rồi cũng tháo súng tùy nghi di tản. Cha con anh em đại đội gom dìu nhau ở trung đội 3. Theo con suối thất thều chạy về tiểu đoàn. Anh Quang Dâu chính trị viên phó cũng bị một phát AR-15 xuyên bắp chân đi tập tĩnh. Thằng Tường Lé, thằng Ban Chố mất máy PDC-25. Đôi mắt thất thần lính tráng non nửa là quần đùi áo lót, đi tay không, súng ống ba lô mất sạch. Khẩu cối 60 cũng rơi vào tay địch. Thấy thằng ra cả bây, vẫn còn gánh 6 quả cối trên đòn. Thằng Trung B1, bảo mày sao không vứt mẹ nó đi, rồi trang bị mới luôn cả thể. Thằng này cáu, bảo vứt đạn là để nó dã cho vỡ đầu, ông vải nhà mày à. Hầu cạc như thế nhưng cũng chẳng còn lòng dạ đâu mà oánh nhau nữa kiểm điểm lại đại đội 1 trong sáng hôm ấy. Mất một khẩu 12 ly 8, một khẩu cối 60, một máy PRC-25, 12 khẩu AK và RBD. Hy sinh 5, bị thương 3, tử sĩ không mang đi được. Đến trưa thì về đến đội hình tiểu đoàn, gương mặt ai cũng bơ phờ. Đầu quá, anh Sơn lệnh ngay phần còn lại của đại đội 1, toàn bộ đại đội 2 và một khẩu cối 82 của đại đội 4 do anh Thảo, tiểu đoàn phó chỉ huy, quay ngay lại đánh địch và đến nơi thì địch đã rút đi từ bao giờ. Tại chỉ huy sở đại đội 1, cái máy hai oát nằm móp méo, lăn lồng lốc. Tử sĩ bị chúng nó dùng sẻng bộ binh bằng nát mặt. Bà lô quần áo cũng bị rách nát tứ tung. Tiền phụ cấp chúng tôi vừa mới lĩnh, toàn là tiền mới, bay như bươm bướm trên mặt đất. Trong một bụi cây gần chỗ bố trí khẩu đại liên cũ, anh Thào lấy gậy chọc chọc, lôi ra một thùng đạn đầy nguyên, rồi gọi toáng lên lễ lễ lại đây mẹ mày bảo bắn hết đạn rồi mới chạy thế thùng đạn nào đây đạn địch đấy anh ạ mẹ cờ đỏ sao vàng lè lè ra thế này mà mày dám bảo là đạn địch à thế là cứ cái gậy sẵn đấy ông ấy quất vun vút thằng lễ đại liên chân dài ôm vội thùng đạn rồi bỏ chạy sau khi ăn mấy trường gậy vào lưng thu dọn lại chiến trường xong xuôi về đến đội hình tiểu đoàn thì trời đã tối thật là một đêm nặng nề nửa đêm về sáng có hai phát pháo hiệu xanh vọt lên trên đỉnh rừng cách chúng tôi khoảng ba cây số điện về trung đoàn hỏi thì được thông tin là không có đơn vị nào đứng chân hay làm nhiệm vụ ở vị trí đó xác định rõ là địch đang bu bám tiểu đoàn bốn buổi sáng hôm sau chỉ huy tiểu đoàn triệu tập toàn bộ các đại đội và trung đội về họp rút kinh nghiệm Căn cứ lực lượng địch trong trận đại đội 1 mất chốt và các dấu hiệu ở đêm qua. Dự đoán địch có thể đánh vào đội hình tiểu đoàn vào ngày mai. Các đơn vị củng cố hầm hào, sẵn sàng đánh địch. Cử các tổ thám sát, vòng ngoài phát hiện dấu vết, tránh bị bất ngờ. Cuộc họp ngắn vừa tan thì xe tải trung đoàn có một trung đội của đại đội công binh 19 hộ tống và đến tận nơi. Bổ sung súng đạn xong xuôi, tử sĩ thương binh được chuyển lên là xe vội biến ngay vì sợ định phục kích. Tiểu đoàn trưởng trực tiếp bố trí lại đội hình. Cái phum đơn vị tôi đứng chân, lính gọi là phum cây rửa cụt hoặc phum 19. Trước đây một thời gian, đại đội 19 công binh trực thuộc trung đoàn đóng quân ở đây, nên mới đặt tên như vậy. Địa hình dốc thoải từ cách chùa cũ đã bị phá hủy. Qua một tràng trống, có một khẩu pháo 155, xẹp lốp, thu được của địch đã mất kim hỏa Là đến con suối cạn hình cánh cung Ôm lấy rìa phum Đại đội 2 xác định là hướng chủ yếu Bám rìa con suối cạn cắt ngang con đường Khống chế chẳng chống sơn phải ban chỉ huy tiểu đoàn Là trung đội vận tải và khẩu đại liên 30 Mỹ Do thằng Luân liên lạc tiểu đoàn lấy được ở kho súng vào tháng trước Ba cán bộ tiểu đoàn mỗi người một liên lạc Tôi nhớ thằng Luân người Thanh Hóa người nó to vật vã, cái ba lô trên lưng nó cõng đồ cho cả hai người. Cả nó và cả chỉ huy mà vẫn lọt thỏm ở trên tấm lưng bè bè như cái phản gỗ. Ngoài khẩu AK treo ở bụng, nó còn vác thêm trên vai khẩu đại liên của Mỹ. Bằng đạn quấn ngang quấn chéo đầy mình. Cư đụng địch lại hạ càng bắn rèn rẹt, rẹt. Phần cao nhất địa hình là cái chùa đổ ở trách phía sau bố trí đại đội 4 với khẩu 12 ly 8, còn lại hai khẩu cối 82. Đại đội 1 có tăng cường DK82 giữ sườn trái tiểu đoàn. Vị trí đại đội 1 nằm trong một chùm cây rậm sát bìa rừng thưa. Cách tiểu đoàn bộ khoảng 200 m bằng một khoảng ruộng khô. Chỉ huy đại đội bây giờ là anh Tuy Voi người Hà Bắc thay cho anh Khanh. Anh Lược dân Hải Phòng làm chính trị viên phó thay cho anh Quang Dâu bị thương vào hôm trước. Như là duyên nợ, tôi và anh Ki lại được điều động xuống đại đội 1. Ngày 17 tháng 4 năm 1979, buổi sáng anh Sơn tiểu đoàn trưởng kéo theo thằng Điệp, sách khẩu M16 xuống đại đội 2. Hai thầy trò dò dẫm ngược lòng suối cạn xem xét tình hình. Việc này đáng nhẽ của trinh sát tiểu đoàn, nhưng không hiểu sao hôm đó anh ấy muốn trực tiếp đi thị sát. Vừa qua khỏi đội hình đại đội 2 hơn 50 mét thì đụng hai thằng trinh sát địch. Thằng đi đầu đứng bên bờ suối mọc đầy le, há hốc mồm vì bất ngờ, nhưng cũng kịp bóp cò khẩu M79. Quả đạn bay thẳng vào đùi anh Sơn, rơi bịch xuống, nhưng không nổ vì cự ly gần. Không đủ vòng xoáy, thằng Điệp, người Huế, học sinh trường Quốc học Hà Nội, cũng bị giật mình, chĩa khẩu M16 kéo theo một loạt. Hai thằng trinh sát địch chúi xuống bỏ chạy. Thầy cho anh Sơn cũng tập tễnh dìu nhau về tới đại đội 2 rồi về tiểu đoàn lệnh cho các đại đội chuẩn bị đánh địch trung đội thông tin đang họp trong cái nhà sàn con con nghe có tiếng tóc của m bảy chín và tiếng tiểu liên hướng lòng suối cạn sơn xác ngó ra ngoài anh nhường lao về hét thông báo địch vào rồi xua chúng tôi xuống các đội đội ngay tôi và anh ki vừa lao xuống cầu thang thì khắp các đại đội tiếng súng đã rộ lên. Hai thằng cắm cổ chạy vượt qua chẳng trống về đại đội 1. Không thể nói đạn bay chiêu chiếu hay cắt bụp bên tài nữa, vì lúc này đã ào lên như một nồi cơm sôi rền từ khắp các hướng. Sau mấy lần ngã chúi trụi vì vấp, hai thằng cũng chạy về tới ban chỉ huy đại đội 1. Địch đã bám được vào lòng suối cạn, trước mặt đội hình đại đội, cứ nhô lên thằng nào là chúng đội 1, xỉa ngay thằng đó. Biết không thể leo theo hướng này Nó để lại bộ phận bắn kiềm chế Rồi quay sang bìa rừng Đánh vào hướng trung đội 2, trung đội 3 Cầu DK-82 Nằm kẹp giữa hai trung đội Lại làm liền mấy trái Tiếng nổ làm tai ủ đặc Lính trung đội 2 hô âm ầm Cối bắn trước, đội hình 40 mét Thằng Dung tiểu đội trưởng cối 60 Do ủ tai Lại đang cuống cả lên Lên lấy cự ly 40 mét thả đạn Quả đạn cối rớt ngay khẩu đội DK-82. Thằng Hạnh xạ thủ một dính ngay một mảnh vào đầu nằm quay táng ra. Một chú nữa dính mảnh vào đùi. Thằng Mận, tiểu đội trưởng DK phát khùng, cõng thằng Hạnh về đặt nằm trong quan sát sở rồi sách AK chạy sồng sọc về khẩu đội cối tính ăn thua đủ. Dung kỳ đà mặt xanh như tàu lá. Anh tuy chửi âm mỹ, can chúng nó ra. Bên hướng tiểu đoàn bộ Địch cũng bị trung đội vận tải với khẩu đại liên của thằng Luân, ghim chân không vượt qua tràng được. Cối 82, đại 4, cư thì thụp, Giã vào bìa suối, theo yêu cầu của đại đội 2. Thằng Cường vận tải, thấy thưa đạn, bò lên định dí quả H-12, giá cạnh khẩu pháo 155, thì bị chúng nó tỉa, viên đạn có mắt đi qua chán nó. Anh Sơn bị thương vì quả M79 hồi ban sáng, không đi lại được nằm trong hầm quay điện thoại hỏi hết đại đội này đến đại đội khác rồi quay xuống đại đội 1. Cán bộ đại đội chạy hết xuống các B nên tôi báo cáo luôn. Đại đội 1 vẫn đứng vững, anh yên tâm. Ừ, ngon nha thằng em. Đúng lúc đó, ngay sau sở chỉ huy đại đội nằm sát mép trạng, đằng sau ụ mối thấp thoáng mấy thằng địch áo đen. Tiếng AK toàn toác ngay sau lưng, đạn xuyên qua nóc, lều, lập tạm bằng mấy mảnh tôn rách thủng lỗ chỗ thằng căn thằng đồng liên lạc nhảy ra núp sau lều bắn cản địch sợ mất máy tôi lăn vào lều đè cả người lên thằng hạnh đang khò khè giật vội cái máy điện thoại rồi nhào ra thấy thằng thư y tá đang nhớn nhác tôi bảo nó trong lều còn thằng hạnh đang bị thương nằm đấy vào kéo nốt nó ra đi anh tuy thấy địch đánh rát ở phía sau thét khẩu đại liên quay lại giá súng ngay cạnh lều bắn dữ dội. Lúc này chẳng thấy tiểu đội trưởng quyến khợp đâu nữa. Đại Liên chỉ còn lại thằng Nhạ Tân Binh, người Thái Bình và thằng Lễ. Thằng Nhạ cứ ngồi xổm trồm trỗm trên mặt đất mà đẩy cò. Hai thằng Liên Lạc và tôi cũng bắn điên cuồng hỗ trợ. Cái ủ mối lớn cạnh gốc cây to mấy thằng địch nấp bục dần từ mạng. Biết không ngon ăn, chúng nó rút lui. Chúng tôi vận động lên đến đó thấy quanh ụ mối máu me be bét lẫn cả bông băng thu được hai quả liều đạn địch tôi chạy vào trong lều đại đội mắc vội dây vào máy chắc tiểu đoàn đang sốt ruột quay máy nên tôi bị giật tung cả tay lập cập mấy lần mới xong liên lạc lại thông suốt anh tuy báo cáo tình hình nghe máy một lúc rồi nhăn mặt đưa tổ hợp cho tôi tiếng súng thưa dần rồi im hẳn thế mà đã quá chưa lâu rồi Đến lúc này anh Tuy mới gọi Thư, 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 băng cho tao Anh ấy bị một viên AR-15 xuyên qua bắp đùi Máu ra không nhiều Cái mũ cứng của thằng Nhạ Cũng bị đạn xuyên thủng vành hai lỗ Tròn vo Lúc nó ngồi xổm bắn đại liên Buổi chiều nó cứ ngơ ngẩn Sờ sờ cái lỗ thủng Cười ngây ngô Cầu DK-82 do quân ta đánh quân mình Bị thương hai Còn lại ba người tiểu đoàn rút luôn khẩu đội này về với đội hình đại đội 4. Trung đội 2 được lệnh bung ra ngoài đội hình đại đội qua bờ suối cạn thám sát địch. Bọn này cũng chỉ lò dò qua trảng đến suối, loanh quanh một lúc, bắn bậy mấy loạt rồi rút về. Đạn thiếu, lính đi mót từng viên đạn lẻ rơi vãi để tra vào băng. Chẳng bù cho những lúc, chúng nó cứ bẻ đầu các tút, dốc thuốc đạn đổ vào để nhóm bếp pha chè Đại đội 3 sau một thời gian đi phối thuộc với trung đoàn được trở về đội hình. Cắt rừng về đến nơi thì trời đã gần tối. Bố trí ngay sau lưng tiểu đoàn thêm một đại đội dẫu chỉ hơn ba chục tay súng. Ai nấy cũng yên tâm hơn hẳn. Anh Tuy chào chúng tôi rồi chống gậy tập tĩnh về tiểu đoàn bộ. Hôm sau cũng theo xe thương binh tử sĩ. Cùng anh Sơn tiểu đoàn đi viện luôn. Lập kỷ lục người chỉ huy đại đội 1 trong thời gian ngắn nhất hai ngày anh quảng trung đoàn cử về thay nhận chức tiểu đoàn trưởng anh chính chép người hà nam làm đại đội trưởng đại đội một tình hình yên ắng trở lại sau một tuần củng cố sư đoàn lại chuẩn bị chiến dịch đánh thông lên thị trấn lếch theo thùng lũng phía bên kia núi orang Svai để phối hợp với các sư đoàn bạn trung đoàn hai chúng tôi được lệnh trèo vượt núi này chặn ngang thung lũng để các đơn vị bạn lùa địch vào đấy để cất một mẻ lớn. Orangsvai là một dãy núi cao nằm theo hướng tây bắc đông nam, có những đỉnh độ cao tuyệt đối đạt gần 1.500 mét. Địa điểm bắt đầu cắt vào để vượt núi được xác định đúng cái phum hoang mà đại đội 1 mất chốt một tuần trước. Cách phum rửa cụt thì đoàn 4 đang đính chân 6 km. Mệnh lệnh rất rõ ràng, quán triệt đến từng chiến sĩ bí mật bất ngờ tránh các đơn vị nhỏ lẻ của địch mang đầy đủ lương thực súng đạn tác chiến trong vòng 6 ngày nhất là đồ đựng nước uống chuẩn bị tư tưởng hậu cần xong xuôi trung đoàn lục tục lên đường 4 giờ sáng nhận xong vận cơm vắt cho cả ngày dưới anh nuôi là hành quân ngay tiểu đoàn 4 đi đầu theo con đường nhỏ mà tôi đã vẽ ở trên sơ đồ ngược về hướng bắc cấm dùng thông tin vô tuyến, cấm bắt liên lạc, nói theo kiểu tam quốc chí là la quán trung, thì người ngậm tâm, ngựa khóa nhạc, cư theo khe núi lần lần mà đi. Một bộ phận của đại đội trinh sát 21 trung đoàn và trinh sát tiểu đoàn 4 thuộc địa hình đi trước bám địch. Gần 6 giờ sáng có lệnh dừng lại, trinh sát đã phát hiện có khói bay lên ở trong phum. Bây giờ gọi là phum, đại đội 1 mất chốt đơn vị im lặng giặt vào rừng, cắt lối khác áp vào trên núi, bắt đầu leo dốc. Hai ba trăm mét độ cao khởi đầu còn ngon, nhưng càng lên cao càng khó đi. Rừng nguyên sinh, trên núi dày rịt dây leo, tầng cây cao khép tán, tỏa bóng dâm âm u che phủ. Đã 9 giờ sáng mà đáy rừng vẫn nhờ nhờ tối, những cây con bên dưới bị cớm nắng, thân mảnh mai thẳng đuột, kèn dày như thành. Tôi cũng biết là phải giữ hơi đều hít sâu và thở ra từ từ nhưng đến khoảng gần trưa thì mớ kiến thức dưỡng sinh ấy trở thành vô dụng mũi mồm và tai cùng nhau thì nhau thở hết công suất đấy là còn được đi sau đấy còn mấy anh trinh sát đi đầu vừa đi vừa phạt cây mở đường lên thì phải biết chúng nó siêu như thế nào khoảng tiếp xúc giữa ba lô và lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi rồi một cái ruột tượng 5kg gạo, quàng quanh cổ, cũng ướt nốt phần đáy. Quay máy quay súng, xiết vào vai tê dại, vẫn chưa có lệnh nghỉ. Đi, đi cho kịp hiệp đồng. Toàn đơn vị thằng nào thằng đấy, khoanh tay trước bụng, cong lưng vượt dốc. Thằng Tào thằng lại, anh nuôi đại đội một, cậy mang nhẹ, chỉ phải khiêng cái nồi nhôm quân dụng, nên cứ băng băng vượt trước. Nhọ nồi quệt vào lá cây, từ lá cây lại quệt vào mặt, những thằng đi sau lem nhem ông thào từ đoàn phó tức vừa xoa mặt vừa quát chúng nó xuống đi phía sau nhưng hai thằng này cứ như bị điếc càng vọt khỏe hơn mỗi lúc một xa bất lực thế là bố ấy lấy cái gậy chống phi theo luôn nhưng bị trượt đã thế lại còn mất đà ngã quay ra lính tráng cười ồ lên tháo đạn đứng dậy mẹ hai thằng cả chớn chúng mày biết tay tao chửi với chữa ngượng thế thôi, chứ sức cho đâu mà đuổi. Tình huống khôi hài cũng làm quên đi cái mệt được một chốc. Quá trưa, có lệnh nghỉ ăn cơm. Tôi kiếm một chỗ phẳng, ngồi phịch xuống đất, dựa vào ba lô vẫn quảng nguyên sau lưng, thở hồng hộc. Đỡ mệt, giờ cơm vắt ra ăn. Bây giờ vợ hỏi muốn ăn gì, con phải nghĩ. Chứ lúc đó, vào một cái, là nửa vắt cơm với chút bột gia vị đã chui tuột vào trong bụng mà vẫn còn thơm đèm. Huống chi hôm đó lại ăn món mắm trâu của bọn cối đại đội 1. Thì trâu ăn chán rồi, còn lại nước thịt. Chúng nó cho muối, bột gia vị vào đun nhỏ lửa, cho đến khi cô lại sền sệt. Đổ vào đoạn ống DK82, lấy ni lông bịt lại, mang đi khi hành quân. Loại mắm đó hào cơm vô cùng. Nghỉ một lát, lại bắt đầu leo tiếp. Rừng ở độ cao lớn quang hơn, nhưng độ dốc lại lớn hơn. Bắt đầu có mây mù, trời tự nhiên tối lại. Những hạt nước li ti nhưng dày đặc, làm triển dốc trờn nhảy. Cổ nhất là lính pháo DK-75, đại đội 17 trung đoàn. Cầu đội đi trước, dùng sẻng pháo đào khoét triển núi, thành từ cái hốc, cho bọn khiêng pháo phía sau, có chỗ đặt chân. Hai thằng khiêng nòng, mỗi thằng một đoạn tầm vông, thằng sỏ miệng, thằng sò đuôi hai đoạn tầm vông oằn xuống dưới sức nặng của nòng pháo, cứ chảy trượt như thế mà bám sườn leo lên. Bọn mang đạn buộc hai ống DK néo lại làm một, cúi đầu gằn gằn bước. Thỉnh thoảng có thằng trượt chân, nòng pháo lăn lồng lốc rồi mắc lại ở một cái gốc cây nào đấy. Chúng nó lại quay xuống, nhẫn nại kéo lên không kêu một tiếng, để đại đội DK75 của trung đoàn vượt qua là tôi đã bị tụt lại phía sau tiểu đoàn 4 khá xa rồi. Hai thằng một máy, anh kia đi cùng tôi cũng không dục không nhắc gì, cứ lủi lũi đi đằng sau. Khi các đơn vị khác nghỉ, chúng tôi vẫn cứ cắm cụi bước để theo kịp đơn vị mình. Trời sầm sầm tối, thì gần lên đến đỉnh. Một cơn gió tạt qua mắt lạnh, gió sườn tây của núi Ô Răng thổi từ vịnh Thái Lan vào. Nghĩa là sắp đổ dốc xuống núi trời bắt đầu mưa lất phất. Thật lạ lùng, mới bên này cách mấy trăm mét, khí hậu khô răng, nóng kinh người, mà sang sườn bên này, thời tiết lại quay ngược 180 độ. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là mưa địa hình. Bây giờ đọc thêm thì mới biết hiện tượng địa lý ấy, nó gọi tên là như vậy. Chứ lúc đấy thì biết chó gì. Chỉ biết là rất mệt, mệt đến há hốc mồm Tôi chui vào một bụi rậm, vờ đi giải, rồi tháo bao gạo đổ đi một phần ba ruột tượng. Trông kỹ ra thì trong bụi ấy cũng trắng xóa gạo đổ của những thằng đi trước. Gạo nhẹ đi, nhưng nỗi nhọc ngày một tăng lên. Đôi chân dường như không phải của tôi nữa, mà như đi mượn. Trời tối đen, cứ nghe tiếng vạch cây rào rào ở đằng trước mà chuyện choạng lần theo. Thỉnh thoảng lại vấp phải những chân thằng đang nằm ngủ hoặc nghỉ thò ra giữa lối ngã lăn ra mồm vập vào súng đau điếng Phạt cáo lên bảo chúng mày muốn ngủ thì cứ chui vào bụi mà nằm sao lại ngắng chân bố mày thế về sau mới biết có những thằng mệt quá rồi ngồi nghỉ sợ ngủ quên mất nên cứ thò chân ra đường để có ai đi sau vấp vào đánh thức rồi lại lần theo không có lạc mất đơn vị mà lạc ở đây chắc chỉ có làm mồi cho hổ Giờ thì chẳng còn phân biệt được đơn vị nào vào đơn vị nào nữa. Cứ thằng khỏe đi trước, thằng yếu theo sau. Yếu nữa thì đi sau rốt, như bài ca con voi của bọn trẻ con. Giờ nắm cơm vắt ra. Nó đã chùa lét phần bên ngoài. Tôi bẻ đôi, cạp mấy miếng ở phần lõi, rồi lẳng vào trong bụi. Nhai và nuốt với lý trí là để nạp thêm năng lượng thôi. Chứ không hề có thấy đói không phải cảm giác mệt nữa, phải nói là cảm giác tuyệt vọng, đôi khi trào lên và dần dần chế ngự con người. Một cái đầu đờ đẫn trên một đôi chân rời rã, lúc nào cũng trực gục xuống, dần dần xung quanh chẳng còn ai. Khi tôi chợt nhận ra điều ấy, thì nỗi khiếp sợ bỗng ủa tới làm tình cả người. Tôi dừng lại, tìm nhịp thở, lấy lại bình tĩnh nghe ngóng. Chỉ có tiếng gió thổi trong lá, xa phía dưới kia có tiếng rung ảo ảo từng nhịp ngắn. Chỉ có người vịn vào cây vít lại rồi buông ra lá mới rung theo nhịp ấy. Tôi tháo ruột tượng gạo, định lẳng vào trong rừng cho nhẹ để đuổi theo. Nhưng chợt nghĩ lại, hết chuyện cổ tích Grim Tôi mở túi ruột tượng, thả gạo dần theo lối chạy để đánh dấu đường. Tiếng động lá ngày càng gần. Lúc này không phải chỉ có chạy nữa, mà vừa chạy vừa ngồi phệt tụt dốc. Vừa hết ruột tượng gạo, thì va phải một đám lốc nhốc. Chúng nó chửi âm lên. Mày qua, khẩu DK-82 của đại đội 4 đây rồi. Hóa ra chúng nó cũng suýt bị lạc đường. Lúc ấy đã là 2 giờ 30 phút sáng. Cả bọn đi thêm một đoạn nữa thì gặp anh Ninh, đại đội phó, đại đội 4, hỏa lực với thằng liên lạc đang ngồi nghỉ. Mừng vì đã gặp lại đội hình. Chúng tôi bước dẫn qua. Đêm tối mịt mù, bọn DK-82 rạch ống bảo quản tháo đạn cho vào ba lô rồi đốt ống nhựa tìm đường về đại đội 4... bất chấp lệnh cấm đốt lửa nhựa cháy lèo xèo nhỏ cá xuống chân bỏng rẫy đi một lúc nữa tôi về tới đội hình tiểu đoàn chân núi chỉ có một đoạn ngắn nữa võng trăng ngang trăng dọc tôi cũng tìm vội hai cái cây để mắc võng quăng ba lô cái huỵch rồi leo lên võng ngủ ngay lập tức không có khái niệm thời gian Tiếp đi được một lúc, tất cả đều choang dậy. Trên núi không thể xác định được khoảng cách. Ba phát AK nổ đĩnh đặc, kiều bắn liên lạc. Tiếng nổ hồi âm qua các sườn núi, các tàn cây vọng lại ào ào, rồi nhòe dần. Chúng nó nhòm dậy, lao thào hỏi nhau. Bọn nào bắn đi nhỉ? Chắc bọn lạc đường. Hai thằng trinh sát được cử quay lại tìm người bắn. Sồng sọc và vào võng của tôi cũng hỏi câu y hệt Bọn nào bắn đấy? Mẹ bụi bên kia có tiếng anh nhương, nhại đều. Bọn nào bắn đấy? Mấy thằng trinh sát thấy vô lý, im lặng, luồn ngược lên. Kiểu này thì lộ mất rồi. Lúc này ở phía thùng lũng dưới núi, tiếng động cơ ô tô xe xích bỗng rộ lên, vang vọng ẩm ỉ, nhìn rõ loáng thoáng những vệt đèn pha trong xương. Chúng nó đã chạy, chắc chắn là lộ rồi. DK-75 và một khẩu pháo 105 của địch bắt đầu tương đạn lên núi. Bắn kiểu mù thôi. Đạn rơi cách chúng tôi rất xa. Bộ đội thu võng ảo ảo. Tiểu đoàn lệnh cho hai oát lên máy. Để lại toàn bộ ba lô cho bộ vận thu gom quân lạc đường trông. Còn lại tất cả các đại đội lao xuống núi. Lúc bắt đầu vận động, toàn thân tôi đau điếng, cứng đơ. Tưởng chừng không cất mình lên nổi. Được một quãng thì ổn định dần. Trời mờ sáng, lội qua một hẻm nước tu sâu hoắm, nước lạnh căm căm, thì lên đến một cái chảng rộng, giữa chảng là con đường đất rộng, đầy vết xe cơ giới, bên kia chảng là một dãy nhà thấp lập tranh nằm lẫn những chiếc xe vận tải, máy cẩu, máy xúc màu vàng chóe. Bộ binh dàn hàng ngang tiến lên, lính đại đội 2 nổ súng ầm ầm rồi hô xung phong. Đại đội 1 hưởng ứng tiếng hô, lan ra cả toàn đội hình tiểu đoàn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tiểu đoàn hô sung phong khi đánh địch, tiếng đạn nhọn, tiếng hỏa lực, tiếng hô phản hồi giữa hai vách núi trộn lẫn vào, rền rền không dứt. Khẩu 12 8 giá súng, bắn qua đầu bộ binh, đùng đoàn. Khối 82 và DK quay nòng, bắn theo hướng con đường, chạy dọc theo thùng lũng. Bắn đuổi là chính, chứ cơ giới nó đã chạy từ đời tám hoánh. Dọa thế xem có thằng nào sợ, lạc tay lại đâm vào đâu không? Thôi, chứ bắn thế nước mẹ gì. Một đội tiểu đoàn 4 đã làm chủ căn cứ, không tiêu diệt được bất cứ một thằng địch nào. Thu một khẩu pháo 105, một khẩu DK75 và một số đạn cối 82, số xe máy địch bỏ lại, toàn đồ Komatsu Nhật Bản đã bị bắn thủng gần hết lốp. Đề phòng quân ta dùng để đuổi theo truy kích. Riêng lố đạn cối 82 sản xuất tại Trung Quốc Trung đoàn ra lệnh gom hủy ngay. Trong trận ô đông hồi trước, Trung đoàn 1 thu được đạn cối 82 của địch mang ra xài. Khi thả đạn thì nổ ngay trong nòng súng, hy sinh hết sức đau xót, gần hết một khẩu đội. Phải công nhận, bọn này với thằng thầy nó cực kỳ thâm độc. Bây giờ thì các bố mày không có dại đâu. Nắng lên được một lúc, thì gặp lính trung đoàn 1 theo đường lớn tiến vào thùng lũng trung đoàn này cũng gần như phải hành quân suốt đêm hôm qua đi đường bằng nên khỏe quân hơn theo đường lộ vượt qua chúng tôi mải miết truy kích địch chúng tôi nghỉ lại đây một ngày chờ công binh vận tải sư đoàn lên thu hồi chiến lệ phẩm chỉ vì ba phát súng vô kỷ luật ấy mà tất cả bao nhiêu công rằng bẫy leo núi vu hồi của ngàn con người bỗng trở về công cốc về sau quân pháp phòng chính trị quân đoàn xuống đến tận đơn vị tôi điều tra mãi, nhưng cũng không tìm ra người bắn. Âu cũng là số phận, như khổng minh than với Khương Duy. Tiếc thay, dùng mẹo to, nhưng lại thành công nhỏ. Ngày hôm sau, cũng theo hướng Tây Bắc, trong đội hình sư đoàn, chúng tôi hành quân, nhưng phát triển rộng hơn về hai bên đường. Phía trung đoàn một đi trước, tiếng nổ vọng lại âm ầm. Trung đoàn 2, trung đoàn 3 Mở rộng đội hình sục sạo sát vào chân núi nhằm phát hiện và triệt phá những kho tàng, cơ sở hậu cần của địch. Cứ thấy ngách núi nào có đường bò hoặc nghi là có địch là đơn vị rẽ vào. Đây là địa phận tỉnh Pô Sát, cách thị trấn Lêch khoảng 45 km. Ngoài đường lớn chạy giữa thung lũng, trung đoàn pháo 42 kéo pháo theo bộ binh, cần chi viện hướng nào đáp ứng hướng đó. Trong những ngày ấy, Tiểu đoàn tôi đã tìm thấy khá nhiều những kho hậu cần nhỏ địch phân tán ở trong rừng để tạm trong những căn lán nhỏ cất vội. Kho gạo mang không hết thì đốt vì số lượng nhỏ không bỏ gọi xe sư đoàn đến chợ. Kho muối thì mang ra suối đổ rồi bắn vỡ hết chung. Nhưng may nhất là vớ được một kho vải màu xanh sĩ lâm. Lính ta đang rách dưới quần áo đi trận đánh nhau tơi tả mà quân nhu cũng chưa phát kịp nay sục được kho này như buồn ngủ gặp chiếu manh phải nói là trong lính có rất nhiều thằng có tài rất nhiều thằng hoa tay trong nhiều lĩnh vực bây giờ tiểu đoàn lòi ra một tay thợ may tay ngang là thằng lễ đại liên với một cây kéo cùn không biết xuất xứ từ đâu nó cứ nhìn người đến nhờ một thoáng rồi hạ kéo cắt xoèn xoẹt khỏi cần đo đạc mất thời giờ thích quần ống loe à? Có ngày. Đây, xong rồi. Về mà khâu lấy nha. Tiền công là một điếu thuốc dê. Đừng kim mũi chỉ của mấy anh lính không được mỹ thuật cho lắm. Chỗ đột màu, chỗ đột thưa và thường là ngoan ngoèo nhưng cũng đủ giúp chúng tôi có tấm áo che thân lành lặn. Thấy một thằng lính từ trận là điều bình thường nhưng nhìn một thằng lính buổi trưa ngồi võng tự khâu lấy quần áo cho mình thì lại là một điều bất bình thường nghĩ lại thấy thương quá. Từ đó, cứ thấy sắc lính xanh gì, sĩ lâm, là trung đoàn biết ngay là lính tiểu đoàn 4, khỏi cần giới thiệu. Ngoài việc may quần áo, chúng tôi còn mang vải ra đổi thuốc lá, đổi các nhu yếu phẩm cần thiết cho lính pháo 42. Bọn này hành quân cơ giới, cái gì cũng mang đi được, lại hay được hậu cần tiếp tế nên cái gì cũng có. Không khác gì cô hàng căng tin trong đội quân của Bonaparte. Vào một buổi chiều gần tối, trong một cái ngách núi heo hút và ẩm ướt, tiểu đoàn 4 gặp lại cố nhân như một sự sắp đặt của định mệnh. Vừa ở bia rừng rúc ra mép trảng, chúng tôi bắt gặp mấy cái nhà nhỏ to lập danh, lá còn rất mới. Xin nói là ở miên, dù cất nhà to hay làm nhà nhỏ, kể cả những cái tròi con đều làm kiểu nhà sàn. Tại đội 1 đi đầu dừng lại ngay, chĩa mũi bí mật tiếp cận dưới gầm nhà quanh ở chân cột gần hai chục thằng địch đứng ngồi lố nhố chúng nó đang nấu cơm chiều bộ đội cứ bám từng bụi cây lặng lẽ bỏ tới cách địch khoảng ba mươi mét thì tự nhiên hai thằng trong đám đó đứng dậy vác ống dk bảy mươi lăm đi xăm xăm thẳng về hướng chúng tôi chắc chúng nó đi lấy nước ở cái suối mà chúng tôi vừa đi qua chính trang đại trưởng vừa dí đầu nòng súng lính xuống định ra hiệu bắt sống nhưng không kịp thằng trung b 1 đã kéo một loạt ak hai thằng địch đổ vật xuống ngay liền đó hai phát b 41 thổi tung căn nhà nhìn rõ cả cái nồi gang với một cái đùi người bay lên không trung trong đám đó chỉ có ba thằng phía ngoài vùng chạy được trời nhòe nhòe tối lính đại đội một bắn đuổi theo ba thằng chạy ầm ầm đứa quỷ bắn thằng đứng bắn đứa kê súng vào trà cây cẩn thận lấy đường ngắm điểm xạ mãi mà vẫn thấy chúng nó chạy nhanh như còn hoãng. Thế mới biết đôi khi chết được cũng khó. Trên cái nền trước kia là nhà, thịt người lẫn lòng ruột vàng tung tóe Vẫn còn hai thằng bị thương không chạy được kêu lên ồ ồ. Trong mấy cái bổng rách hôi mù của bọn này, chúng tôi lôi ra được cuốn sổ ghi bài hát nhăng quậy của thằng Tư hy sinh hôm đại đội 1 than tác. Kẻ thù đây rồi, đời mày tàn rồi. Anh Thảo nổi điên Quát lính khử nốt hai thằng tù binh bị thương Thằng khẩu đội trưởng DK75 Đại đội 17 đi phối thuộc hô lên Để em Chúng tôi vội gạt ra khỏi hướng bắn của nó Nhịp AK găm vào ngực Và họng thằng thứ nhất Nhưng nó không chết Lại còn khó khè lớn hơn Thằng thứ hai chừng chỉ 16 tuổi Lăn đến ôm chân thằng bắn Nó đạp ra nhưng đã run tay lùi lại Ông Thảo lườm nó một cái Rồi rút khẩu K59 phân phối đều vào sọ mỗi thằng hài phát. Thân người giật giật mấy cái rồi sụi lơ. Mồi vẫn còn run run. Thấy chúng tôi nghệt mặt ra, anh ấy quay lại chửi. Mà ai chúng mày, lính vê tráng. Rồi bỏ đi. Tôi đá nốt cuốn sổ của thằng Tư vào trong đống than hồng. Trả mày cuốn sổ, xuống đấy mà hát vớ hát vận. Anh em đã thanh toán xong món nợ cho mày. Không biết có phải cái thằng đã cầm sẻng băm mày hay không. Cuối tháng 4 năm 79, các đơn vị địch đã tàn giã gần hết. Tàng quân địch rút về thị trấn Lêch. Đại bộ phận sư đoàn 9 đã tiến về đó đánh địch, còn trung đoàn 2 vẫn rành ràng đi sau chặn hậu. Trong bản đồ quân sự, cái thùng lũng lớn mà trung đoàn tôi đang hoạt động, từ đó có đường rẽ đi lên gà bầm nắc, dân gọi là ga bom nọ, được gọi là mục tiêu A3. Địa điểm này có vị trí cực kỳ quan trọng, gần như là nơi tiếp giáp của bốn tỉnh Công bông trừ năng, Vua sát, Công bông sư pêu và cô công. Nằm ở phía Nam Lách, theo đường chim bay chừng 25 cây số. Tiểu đoàn tôi cứ đi quanh quận trong các hẻm núi, dường như chưa bao giờ có dấu chân của con người. Có những nơi vòng qua vòng lại mấy lần, lính mà có lệnh đi thì cứ đi, có lệnh nghỉ thì lại nghỉ. Tàng quân Pol Pot bấy giờ chưa kịp phục hồi như sau những năm 80. Kiếm ăn còn khó, Chứ đừng nói gì đến đánh đấm Dân lành bị lùa theo Tìm cách tháo chạy trở về quê cũ Nhưng chưa hiểu Nên cũng tránh bộ đội Việt Nam Thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp một đám nhỏ Ở trong rừng Họ đói, rách dưới và hoang dại Như một đám người rừng Các bạn đã xem trên TV Thấy những em nhỏ trong nạn đói Ở Phi Châu, bụng ỏng đít eo Rồi bâu đẩy người Không buồn đuổi Hẳn là thấy rất xúc động trong miền rừng sâu thảm này, chúng tôi cũng đã gặp những cảnh tượng tương tự, thậm chí còn thê thảm hơn thế. Đơn vị gom lại, chia cho những con người khốn khổ ấy, những ruột tượng gạo bé nhỏ của người lính, rồi chỉ lối cho họ ra phía đường lớn. Và một buổi trưa, khi đang cắt rừng tìm suối, chúng tôi gặp một đám phụ nữ chừng 7-8 người nằm ngồi quanh một cái xe bò gãy trục. Thấy bọn tôi, hai người đàn ông trong nhóm chống hai con dao quắm run run đứng dậy chắc là để chuẩn bị chiến đấu chăng xương sườn xương bả xương ống bọc dưới lớp da đen nhờ lộ như một tiêu bản thạch cao họ đã gần như là đi không thể nói tuổi của họ được bao nhiêu khi mà tất cả sợ hãi khổ đau tuyệt vọng và đói khát đã in hằn trên các khuôn mặt những khuôn mặt không có tuổi không biểu cảm và dường như ở một thế giới khác. Câu chào Samaki của cán bộ dân vận trở nên giống như một lời xa xỉ, giả dối. Anh Kỳ móc khóc ba lô, chia nắm cơm ra. Từng ấy cặp mắt sáng lên nhìn vào. Thằng Phượng Bọ, y tá đại đội 1, thay cho thằng Thư đi học. Rằng lấy nắm cơm, ấn vào chỗ cũ. Gọi anh nuôi nổi lửa nấu ngay nồi cháo loãng. Cháo chín được chia ngay thành từng suất nhỏ. Lập cập giọt rơi giọt vãi nổi cháu cũng hết dần thằng phượng giải thích là nhịn đói lâu phải ăn hạn chế như thế mới không bị sốc một bà mẹ cầm ca cháu đến chiếc xe hỏng lật chiếu lá lên định bón cho thằng bé con nhưng thằng bé đã chết bên cạnh nó là một cái gùi trong gùi một cẳng tay sấy khô nằm lăn lóc cạnh mấy nắm lá giang chứng kiến không ai nói được với ai lời nào tất cả đều im lặng quay đi. Không phải là vì sợ, mà vì hình như thấy đau khổ quá. Một sự im lặng cùng cực. Lúc ấy tôi chỉ muốn giống lên thôi. Đơn vị lặng lẽ chôn cất cháu bé. Bà mẹ cũng không khóc một tiếng. Thêm một mất mát trong cả ngàn vạn mất mát có ý nghĩa gì. Đến chiều cho ăn uống như bình thường xong. Chúng tôi chia gạo rồi vừa dìu vừa dẫn họ ra tận sát mé đường nơi đã nghe tiếng y ầm của xe pháo của trung đoàn 42. Đại kỹ thuật vô tuyến điện quân đoàn do được tin tả mốc, chỉ huy quân khu Tây Nam đang chạy về biên giới Thái Lan qua nẻo mục tiêu A3, vùng cầm non. Thằng này nghe đồn bị thọt, từng gây nhiều tội ác với đồng bào ta ở An Giang, Bảy Núi. Hồ thọt bao giờ cũng là hồ dữ và tinh quái. Thị trấn Lêch đã bị ta chiếm, đường 56 tắc nên nó và bộ sậu cắt rừng đi đường này. Tiểu đoàn 4 đang trong thùng lũng A3, được lệnh lên đường giữa đêm khuya, nhằm phun cầm non tiến gấp. Đơn vị bỏ đường bò, cắt rừng bí mật đến mục tiêu. Cũng may là rừng quãng này thưa, nên chúng tôi hành quân không đến nỗi vất vả. Đi cả đêm được gần 17 cây số, nhưng so với ô răng thì thấm tháp gì. Đến gần vị trí xác định, tiểu đoàn hành quân chậm lại, vừa đi vừa tìm dấu vết đến gần vị trí trên bản đồ Chỉ nơi con suối gặp đường bò Chúng tôi thận trọng cắt đường Đây rồi Vết xích M113 hằn trên triển rừng còn rất mới Thằng này khôn thật Cũng biết bò theo đường bò để tránh tạo dấu vết Cả đơn vị được lệnh cấp tốc đuổi theo Đại đội 2 đi đầu Kế đến là đại đội 1 Rồi tiểu đoàn bộ Đơn vị cứ theo dấu xích xe mà chạy tới Trong khi mũi mồm tranh nhau thở đã thoáng thấy mùi dầu máy. Hết khoảng rừng, chúng tôi ùa ra một bãi dốc thoai thoải, mọc đầy cây dầu non. Cách khoảng 100 mét, một chiếc xe M113 đang đỗ. Quanh chiếc xe, địch đứng ngồi lố nhố. Anh Quảng tiểu đoàn trưởng định ra lệnh bí mật tiếp cận nhưng không kịp. Bọn nó đã phát hiện tình thế. Hai đại đội đi đầu không chờ lệnh nổ súng, xung phong ngay. Địch có chừng một trung đội rẽ rừng chạy ào ào vừa chạy vừa quay lại bắn chèn chét trong số có nhìn thấy cả mấy bóng phụ nữ mặc xà rông khẩu đại liên trên xe không kịp bắn một phát nào lính đại đội hai nhảy lên trên xe quay nòng bắn rèn rẹt theo hướng địch chạy đuối thế đuổi thế quái nào được nữa suốt một đêm hành quân gần hai mươi cây số lại vừa chạy vũ trang gần một tiếng đồng hồ lính ta ngồi thở dốc quanh chiếc xe m một ba vừa thu được một thằng bê thùng đại liên trong xe tính thay băng đạn đang bắn sắp hết tê nặng quá trượt tay thùng đại liên rơi bịch xuống đất vàng tung nắp cả một khoảng vàng lấp lánh xoa ra mặt đất vàng vàng chúng mày ơi lính ta đổ xô vào nhặt loáng cái đã sạch nhẵn anh thảo tiểu đoàn phó đến nơi thì hầu như chẳng còn dấu vết gì anh ấy rút k năm chín cầm tay ra lệnh những quân nhân nào đã nhặt được lập tức nộp thu gom ngay về cán bộ chính sát tiểu đoàn quân đội cách mạng hay là một lũ kẻ cướp thế là mấy thằng trúng mánh lúc này ỉu xìu mang nộp lại cũng chẳng phải kê khai gì thì giờ đâu tôi biết có những thằng chỉ nộp lấy lệ mà thôi chứ chúng nó vẫn còn găm ở đâu đó thằng cầm điếc anh nuôi nhặt được một bộ vách đũi trắng mặc ngay vào người. Ai cũng biết là nó chỉ nghịch kế thôi. Nhưng ông Thảo đang cáu, bắt nó mặc nguyên bộ mồi đó. Khoác AK đứng nghiêm, phơi nắng cạnh cái xe hơn một tiếng đồng hồ. Nhìn không ai nhịn được cười. chế lợi phẩm thu được ở trên xe, ngoài những thứ như tôi đã kể trên, và một số quần áo dân sự linh tinh, vài thùng các tông niêm phong, đựng rất nhiều tài liệu. Tôi đoán đó là những tài liệu hết sức quan trọng vì cán bộ quân báo quân đoàn gần như xuống ngay lập tức hôm sau đơn vị có lệnh đứng chân tại vị trí đó chiều tối tôi đang nằm võng thì tiếng ak nổ sát sạt giày võng đứt làm đôi đầu rơi đập xuống vào chân cọc phụ đầu điếng thằng hiệp híp hữu tuyến mắc võng nằm cạnh kêu dầm lên nó bị một viên xuyên qua tay mỡ lòi ra vàng như mỡ gà hóa ra bình vàng trung đội vận tải xách súng đi bậy Thấy chúng tôi nằm hơi xa đội hình Tưởng là địch nên đã bắn nhầm Anh Nhường tức quá Sang tận vận tải chửi cho một trận Địch đê đâu mà địch Địch nằm ngay đội hình tiểu đoàn bộ à Cái thằng rát đê chịu Loại may Thì xung quanh toàn là địch Riêng thằng Hiệp có vẻ khoái trá Với cái vết thương phần mềm đó Hôm sau theo xe quân đoàn Về viện rồi biệt tích luôn Sau chiến tranh tôi mới gặp lại nó sau này chúng tôi mới biết là đã để sống mất tà mốc. Yên Thi Rít, vợ Yên Sari cùng toàn bộ ban chỉ huy quân khu Tây Nam của địch. Quá tiếc, giá như may mắn tóm sống được nó thì có lẽ đơn vị tôi không phải nằm đến gần 10 năm dòng dã ở bên này. Và chắc chắn sẽ có hồn trường. Và bây giờ nếu quý ông quý bà chạy re kèn trong cách ngày hôm đó, nếu như còn trên đời này, hãy nhớ rằng chỉ chậm thêm một phút nữa thôi Thì tôi không dám chắc điều gì sẽ xảy ra đâu Cuối năm 1979 Đầu năm 1980 Được nới lỏng và thoải mái mua bán Trao đổi với dân bạn Bạn tặng gì cũng nhận hết Nhưng có ba điều tuyệt đối chấp hành Là không được bắn giết Ngược đãi hàng binh, tù binh Không trộm cắp của dân dân Không quan hệ bất chính với phụ nữ Phạm một trong ba điều cấm này ra tòa án binh ngay nhiều trường hợp bị dựa cây thốt nốt như bạn gì viết. Chiến tranh đôi khi có những điều xảy ra, nếu ai chưa tham gia thì không thể tưởng tượng nổi. Có những việc ta không muốn làm mà vẫn phải làm. Nhưng phải để nó ẩn sâu trong tiềm thức, nhắc lại làm chi. Cho đến bây giờ, chắc không chỉ mình tôi mà tất cả các đồng đội đều vẫn còn hậm hụi tiếc. Sau khi chạy thoát sang Thái Lan, Tam Mốc trở thành bộ não của tổ chức kháng chiến của cái chính phủ lưu vong khốn kiếp đó còn yên thi rít bày đặt đi nước này nước nọ lên đài xuyên tạc bá láp tình hình kêu gọi viện trợ hòng khôi phục cái thầy ma thối rữa vất vưởng ở xứ người với đơn vị tôi chúng nó chỉ là một đám ma đói chạy tụt cả váy theo nghĩa đen không hơn kinh tởm độc ác thế mà cũng có đứa tin tuần viện trợ cho tụi nó có thể các bạn nghĩ tôi thiếu kiềm chế hay cực đoan nhưng chúng nó đã làm anh em chiến trường ca và cả đất nước campuchia khốn khổ thêm chừng ấy năm trời phải chi lúc ấy chỉ thêm một tiểu đoàn đón lõng thì bọn nó sẽ tha hồ được phát thanh trước tòa án quốc tế hoặc được phát thanh trước diêm vương xin gửi tới các bạn một câu chuyện dẫu là chủ đề nhưng nó cũng là những kỷ niệm của đời lính chiến trong các bạn có ai quê ở đồng nai không đương nhiên Đồng Nai ngày xưa là một cánh đồng rất nhiều Nai. Cái tên thật giản dị ở vùng tác chiến của đơn vị tôi cũng có những cái đồng Nai như vậy. Đấy chính là thung lũng A3 và vùng phụ cận mà các bạn nhìn thấy trên bản đồ. Tháng 5 năm 1979, mùa mưa đã bắt đầu. Trong khi trung đoàn truy quét, lính gọi là đi càn để làm trong sạch và củng cố địa bàn đứng chân qua mùa mưa thì đàn nai cũng tràn ra những tràng cỏ trong thùng lũng, tìm gặm những ngọn cỏ đầu mùa. Nai đi ăn lẫn với bò hoang, chiến tranh liên miên bò nhà hoặc sổng, hoặc phá bầy lâu thành những thú hoang. Lắm con vẫn đeo cả mõ, lộc cà lốc cốc, làm lính mình tưởng là bò của dân nên không dám bắn. Đến khi lại gần, thì cả đàn tháo chạy. Những anh lính quê thành phố hay đồng bằng, ngẫn người ra Nhìn mấy con nai cao lớn nặng hàng tạ Nâu nhạt hoặc vàng ươm Phi như tên bắn Ban đêm cứ phục gần vũng nước độc lập rìa suối thoải Mà le mọc thưa dứt khoát bắn được nai Những con nai bụng mang dạ chửa thèm muối Thường hay lần mò Đến những phù hoàng cũ Nơi chúng tôi đổ vãi muối dự trữ của địch ra Để liếm đất mặn Không chỉ nai lận rừng mễn Mà thú rừng nào Hầu như cũng thèm muối các vùng hoang trở thành những địa điểm săn bắt cải thiện lý tưởng cho bọn tôi. Khi mà tiếp liệu thực phẩm mùa mưa đến rất khó khăn, có thú ăn cỏ, chắc chắn có thú ăn thịt. Tôi muốn nói đến hổ, chúa sơn lâm của rừng già. Những loại tép nhép như sói, lang, beo thì không tính. Mặc dù có con beo cũng rất nguy hiểm vì hành tung của nó rất bí mật và leo cây phục kích rất giỏi. Hổ vùng này rất nhiều, chiến trường khốc liệt, sắc lính địch sắc dần chết đói đầy rẫy thế là chúa sơn lâm quay sang đổi món thưởng thức thứ thịt người như một món ăn khoái khẩu cứ nghe tiếng súng trận thay vì bỏ chạy cong đuôi những con hổ tinh quái lại mò mò đến chờ đánh chén bữa tiệc thịnh soạn đã được dọn sẵn trong mùa mưa năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trung đoàn hai sư đoàn chín lập cứ dừng chân ở nhà ga bầm nắc tiểu đoàn bốn đóng quân ở trong cánh vùng hoàng gọi tên trên bản đồ là Cơ Ba Tà Hình, lính phiên âm là Ba Tà Hiên, nghĩa là người lính trong tiếng Việt Nam. Đây là vị trí xa trung đoàn bộ nhất, gần thung lũng A3, rừng tự nhiên bao phủ rồi lấn cả vào những cái phum không người. Tiểu đoàn 4 và trinh sát 21 trong trung đoàn đã có tiếng là sát địch trong nhiều lần đi càn. Có khi các tiểu đoàn bạn về, không thì chúng tôi ít nhất cũng sơi được vài thằng Bộ đội ta săn địch sống Con hổ thì săn địch chết Trong đợt truy quét địch Ở phung cà rọi, phung cam Có hai con hổ cứ đi theo tiểu đoàn lẽo đẽo Lúc đi sau Lúc vượt trước Ngoan như bọn chó con Chúng tôi nhận biết Nó qua cái mùi khét đặc trưng Và những vết chân to Như cái bát ăn B-52 Nước trong dấu chân ấy vẫn còn đục ngầu Nghĩa là bọn nó vừa đi trước đội hình chừng 5 phút một lần đang ngược suối Trinh sát bỗng thấy dòng chảy Đang trong Bỗng có vệt lởn vẩn đục Đơn vị thận trọng bám lên Thì nhìn thấy hai ông cảnh tỏ tướng Đang lon ton bi bõm vượt suối Nhìn thấy chúng tôi Bọn nó khinh khỉnh nhìn lại Cứ như là bố tướng Rồi đùng địch ngoắc đuôi tránh đường Có thể loài vật thông minh ấy cũng hiểu Là không nên tấn công Những kẻ luôn mang lại Những bữa ăn ngon cho mình ban đêm đơn vị mắc võng ngủ rừng nó cứ ả uôm ở xung quanh nhưng hổ đã kêu như thế thì không đáng sợ lúc đấy nó đã no mồi hoặc đang tán tỉnh nhau còn thấy mùi hổ mà không thấy động tĩnh gì thì coi chừng những thằng tụt tạt phía sau đội hình hành quân bỗng trở nên mạnh khỏe hơn bao giờ hết đi truy quét chúng tôi gặp rất nhiều thú nhưng không dám bắn vì sợ lộ đội hình ưu tiên diệt địch bao giờ cũng là số một. Chúng ta đang ở thời điểm tháng 5 năm 1979 tại Ga Bâm Nắc và các vùng phụ cận xung quanh thùng lũng A3. Kể từ đây, thời gian bị nhòe đi theo cuốn sổ nhật ký bởi những trận mưa rừng xối xả. Nhưng những câu chuyện của đời lính không thể nào quên vẫn tươi nguyên trong ký ức trong từng trang thiếu xé ra từ cuốn sổ để hút thuốc dê. Đôi khi, một mảnh cỏ khô rắt lại một vết cháy do tàn thuốc cũng nhắc lại được rất nhiều điều. Vào một ngày mưa như thế, chúng tôi được lệnh hành quân ra bầm nắc. Suốt mấy tháng sống ở giữa rừng già, nay được quay trở ra đường sắt nên ai cũng thấy phấn khởi. Tiểu đoàn 4 hành quân trước, trung đoàn bộ và tiểu đoàn 5 đi sau. Tiểu đoàn 6 chốt ở phung cả vì có một nương cả rái dê, sẽ rút ra sau cùng. Chúng tôi đi giữa rất nhiều đám dân bạn Được giải phóng Cũng đang lục tục chờ ra đồng bằng Rừng thưa dần Đã thấy những khung nhà sàn Không có người ở Cắm chân bên những ruộng lúa nước Gọi là lúa Chứ làm gì có lúa Toàn cỏ dại, mọc lấm, um tùm Rừng chen ruộng Ruộng lại chen rừng Địa hình thoai thoải Và tầm mắt được mở rộng dần ra Lúc đó hướng phung cà tiểu đoàn 6 tiếng hỏa lực bỗng vọng lên rền. Tiểu đoàn 4 được lệnh dừng lại. Bỏ trang bị nặng, chuẩn bị đánh vận động. Đơn vị ngoặt hướng chưa được nửa cây số, lại có lệnh trở ra, tiếp tục hành quân. Chuyện này nghe thằng Bình cáo và thằng Bình ghẻ ở khẩu đội Đại Liên, đại đội 12 kể lại. Là khi tiểu đoàn chuẩn bị lên đường thì địch đánh ập vào. Bọn này hẳn là rất thiện chiến và giàu kinh nghiệm. Nên chọn thời điểm tấn công Hết sức nguy hiểm Khi chuẩn bị hành quân Đương nhiên là các loại hỏa lực Sẽ phải tháo súng Bộ đội sẽ rời công sự Và tâm lý thường là mất cảnh giác hơn Cầu đại liên đại đội 12 Vừa tháo xong Thì chúng nó khai hỏa Quả B40 rũi từng bờ công sự Kẹt vào cái gốc cây Hai chạc nhưng không nổ Hai thằng trợn mắt Nhìn cái đuôi đạn Đèn nhắm còn bốc khói bỏ khẩu đại liên tháo dở rồi lăn ra quạt ak vào bựng khói đen đầu nòng bên kia suối anh thắng chàm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 lệnh cho các đại đội từ phương án đánh địch tại chỗ chuyển sang đánh vận động yếu tố bất ngờ không khai thác được lại bị một đại đội đánh bọc sườn nên bỏ chạy sau 15 phút giao tranh bỏ lại xác bốn thằng bên ta chỉ bị thương một và thắng kính lính hải phòng hy sinh Tôi nhớ thằng Kính hồi huấn luyện ở Phủ Lý, Hà Nam Ninh. Nó làm cán bộ khung, tiểu đội trưởng, vào đơn vị chiến đấu cùng đoàn. Tuổi thì san san, gặp nhau mới mảy tao. Chứ thời huấn luyện thì gọi bằng anh bỏ mẹ. Ra đến đường, đi thêm quãng nữa. Một cảnh tượng hết sức phẫn uất bày ra ngay dưới mắt đơn vị. Một thằng lính B3 hậu cần trung đoàn bộ, nằm trên một vũng máu, đầu lìa khỏi cổ. Nó bị một nhát chém chí tử Đằng sau bằng dao quắm vào gáy Khi tiểu đoàn vận động đánh địch lúc nãy Đội hình trung đoàn bộ đã vượt qua chúng tôi đi trước Thằng này có lẽ mệt vừa đi vừa nghỉ Có ý chờ tiểu đoàn 4 Nên bị mấy thằng địch trong dân sự ngọt Nó không còn gì trên người Ngoài bộ quân phục đang mặc Chết bom chết đạn thì không sao Chứ chơi nhau kiểu hèn hạ ấy Làm lính tiểu đoàn 4 như phát cuồng Chúng nó cứ hầm hè nhìn đám dân Thấy người nào có vác dao quắm Là xô lại túm ngực Lôi đến cái võng tử sĩ Ấn đầu vào hỏi Toàn người khốn khổ, sợ hãi Xanh lét cả mặt Lúc nãy còn tử tế xin thuốc, xin nước nhau là thế Mà bây giờ tình thế đột khác hẳn Cơn giận làm mờ mắt cả lương chi Chính trị viên tiểu đoàn Hò hét khàn cả giọng Rút k năm chín ra bắn chỉ thiên Mới dập nguội được những cái đầu nóng ấy từ đó cho đến tối vượt qua một đoàn dân bạn nào tôi chỉ chăm chăm nhìn xuống chân xem có ai đi đôi dép giống kiểu dép mà hậu cần vừa phát cho đơn vị hay không tiếc thay hoặc may thay họ toàn đi đất xin gửi tới các bạn câu chuyện thứ hai cách đây vài năm có một vụ đốt làng việt kiều giết người cốc việt mà chính phủ việt nam phải yêu cầu chính phủ campuchia can thiệp tức là đã có hai chính phủ ca trái ngược nhau hoàn toàn về chính trị lon non và pol pot lãnh đạo một phần đáng kể dân khmer thảm sát người gốc việt bạn nào có chút hiểu biết một chút về lịch sử thì còn biết về những vụ cáp ruồn thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 và đây là hồi ký của đồng bào ta ở ca hồi lon non nghe tôi hỏi tới tình cảnh việt kiều đang sống tại nam vang mắt cô sáu đầy vẻ uất ức cô nói mình đâu có rè nó dã man như vậy cô xin lỗi nhé Mạng sống của người mình lúc đó thật không bằng một con chó. Đến nỗi hễ gặp mặt người nào Việt Nam là nó lại đánh, không cần xem xét giấy, coi đó là dân Miên hay dân Việt như trước nữa. Nhiều người bị đánh la lên, mình là dân Miên thế chẳng những tụi nó không ngừng đánh mà còn chửi, rồi nói An Nam vô dân Miên cũng là An Nam. Ở ngay thành phố thì còn đỡ chứ ở miệt ga xe lửa, gần lầu trở lên cây số 4, cây số 5 thì ôi thôi, người ta chết bao nhiêu. Khi tôi hỏi đến mấy người quen cũ, cô Sáu cây gòn, sùa tay lắc đầu, tỏ vẻ ngao ngán. Rồi bằng một giọng chua chát cô trả lời. Gia đình bà T bây giờ ăn mặc, dập theo dân miên. Họ không dám nói một tiếng Việt nữa. Cháu coi hồi nào bà gặp mình, bà mừng rỡ, hỏi han, Mà bây giờ mình lại nhà bà vợ chồng con cái xúm lại thì nhau đuổi mình như đuổi tà vậy đó. Mấy người vào dân miên họ sợ bị liên lụy lắm. Gặp mình là họ làm mặt lạ, gầm đầu đi một mạch. Nghĩ lại mình cũng không trách móc được họ vì ai lo phận nấy. Sơ hở một chút là thấy cái chết trước mắt thì ai còn đầu óc đâu để nghĩ tới tình cảm nữa. Miên lấy vợ Việt Nam, bà ta muốn về đây lắm nhưng lỡ vô dân miên rồi Nếu trốn mà bị bắt Thì lại mang tội phản quốc Tội đó thì chỉ có nước bị đem bắn bỏ Năm Vàng Ngày tháng 5 năm 1970 Cả nhà hôm nay vui ghê Nhất là mấy đứa em mình Và em L Cứ lằng xăng chạy tới chạy lui Sắp soạn quần áo Lấy cái này theo bò cái kia lại Giấy tờ xong xuôi cả Chỉ còn thiếu giấy trích nữa Là mọi người có quyền bay ra khỏi xứ này Hồi sáng cả nhà kéo nhau lại nhà tương lớn để trích Thì họ bảo ngày mai quay trở lại Buổi chiều mình đến sở để chào ông Henry Và bạn bè trong sở lần cuối Dù bị sát hỏi nhiều Nhưng nhờ có giấy Nên mình đã được thoát một cách dễ dàng Mình nhận thấy lính Campuchia Cộm, người Việt gốc miên Ở Sài Gòn lên Có vẻ tử tế và lễ phép hơn lính miên ở trên này Họ ăn mặc đẹp và nói sành tiếng Mỹ trả bù cho lính ở đây gặp mình là nạt nộ xét giấy chưa kịp đưa họ đã dứt làm tàng làm phách chịu không nổi mình vừa bước vào sở thì gặp ngay ông henry ông có vẻ buồn khi nghe mình đi khắp sài gòn mình biết ông thương mình như con từ lúc mình vào làm việc với ông cho đến bây giờ lúc nào ông cũng nhỏ nhẹ chỉ bảo mình chớ chưa bao giờ nặng lời biết bao giờ mình mới gặp được chỗ làm tử tế như vậy. Ông cho mình hai tháng lương và làm giấy giới thiệu mình những nơi mà ông quen biết ở Sài Gòn. Những lời khuyên bảo cuối cùng của ông làm mình rớt nước mắt. Số bạn thân người Việt phần nhiều đã nghỉ làm nên cũng chẳng dám từ dã ai ngoài con hương. Nó ôm mình khóc như mưa. Nó cứ nói sao mình có phước chẳng bù cho nó. Không thể đi được vì ba nó là quan miền mình cầu mong mọi sự an lành sẽ đến với nó lục đi ngang qua bàn thằng cha parona mình cứ vái trời cho hắn đừng hỏi thằng cha này người miên mà nói tiếng việt rất rành hắn ta thấy lờ đến đón mình mỗi bữa mà sao cứ theo nói chuyện với mình hoài làm mình giàu ghê thật trời không thương mình nên hắn ta đứng dậy chia tay ra trước mặt xin phép lịch sự nên phải chào hắn ta lúc này mình đâu dám tỏ thái độ gì cô định về sài gòn à mình lo sợ chối đâu có tôi chỉ nghỉ một thời gian thôi hắn nhìn mình có vẻ nghi ngờ rồi nói tiếp chừng nào về sài gòn cô nhớ cho tôi địa chỉ mình gật đầu rồi bỏ đi trên đường về mình thấy lo sợ làm sao chỉ khi nào đặt chân lên đất sài gòn mình mới thật sự thoát khỏi nanh vuốt của bọn người rừng này thường có nói với mình rằng tụi miên tuyên bố là bây giờ hành quyết Việt Kiều không thèm chặt đầu nữa. Cứ đem ra cổng bồng xòm chôn sống rồi cho xe ủi đất ủi lên. Còn lâu quốc tế mới biết được. Mình nhận thấy tụi này ngoài sự tàn ác ra còn có tật gian manh nữa. Muốn giết người mà khỏi bị kết tội. Giết người tay không thì giỏi vậy đó mà đi đánh giặc lại mặc sẵn bộ đồ CV ở trong khi nào gặp việt cộng thì cởi bộ đồ lính ra đầu hàng mình thấy tức cười làm sao mấy lần mình thấy họ lên xe để đi đánh trận họ cứ dơ súng lên là hét coi bộ hằng lắm trường về thì chỉ còn toàn là xe không nhiều lắm là còn vài anh bị thương đang nằm thòi thóp nhát cũng không chịu tiếng nhát mà giờ cũng không nhận là giờ có lần mình nghe một thằng cha miên khua mỏ miên mà đánh sài gòn thì chỉ mấy ngày là được mình tự ái tức run lên hắn ta lại còn nói chừng vài ba năm nữa nam vàng sẽ đẹp bằng paris nghe câu nói của hắn thực sự mình thấy tức giận mình bỗng nhiên trở nên thương hại luôn luôn phải cẩn thận mình nghĩ khác họ nghĩ khác đấy là một trong những lý do mà dân ta bộ đội ta hay bị bất ngờ đây không có nghĩa là mình bảo rằng mọi người Khmer là dã man, dân Khmer Nam Bộ cũng là bộ phận của đất nước Việt Nam đấy thôi.